tiếp tục với cái bài học của chữa với buổi trước qua cái phần mà gọi là tâm vô nhân. Trước khi ta đi tiếp qua cái phần tâm vô nhân và cái phần còn lại đó là ba tâm di tác á, thì tôi xin ôn lại quý vị cái phần gọi là tâm vô nhân á. Cái điểm chính mà quý vị cần phải để ý á là tâm vô nhân, là nghe cái tên đó là tâm vô nhân á, thì quý Phật tử không có nên suy nghĩ rằng là nó không có nhân sanh ra nó, mà nó là không có nhân tương ứng với đó. Quý Phật tử nghe kịp không? Tâm vô nhân là những tâm thế mà khi sanh ra khi sanh trở lên á, có không có, không có nhân tương ứng với nó, không có nhân tương ứng với nó, với nó như nào là tăng những tâm mình, những cái phần mình nhân tương ứng với nó là chúng ta có 6 nhân tương ứng với nó. Phần này là nhân tham sân si, vô tham vô sân và vô si. Thì khi nó khởi sanh lên á thì nó không có nhân tương ứng, quý tự phải nhớ rõ cái điều này, không có nhân tương ứng. Tuy nhiên nó vẫn có nhân sanh ra nó, quý vị tự phải nhớ rõ. Tuy nhiên nó vẫn có nhân sanh ra nó, sanh ra nó. Mà chúng ta biết mỗi một cái tâm sanh ra đều có 4 nhân, nên là có tứ nhân sanh tâm. Thường thường đó là có tứ nhân sanh tâm, tứ nhân sanh tâm. Thì cái này á thì chúng ta không có kể là nó là vô nhân, quý tử nghe kẹp không? Không kể là vô nhân, cẩn thận như vậy đó. Nhân sanh ra nó vẫn có, nhân sanh ra nó vẫn có, nhưng mà nó không có nhân tương ứng với nó mà thôi. Là vì sao? Vì thứ nhất á, nó là tâm quả, vì nó là tâm quả, thế nào? Hay là tâm di tác, hay là tâm di tác mà ta gọi là gì? Vô ký. Quý vị tỉnh nghe kịp ha. Vì nó là tâm di tác hay là tâm quả, nó là tâm vô ký đó. Thì chính do đó đó, nó không có cái nhân tương ứng. Thì từ khi nó, vì từ góc độ nó là tâm quả, tâm di tác đó, thì nó hiện hành, nó hoạt động đó, hay nên là chức năng làm việc của nó đó là một cách may mắn. Nó là một cách may mắn, nó làm việc một cách máy móc. Quý tử nghe kịp mà, như là nó tâm nhận thức á, là nó thâu cảnh sát vô thì thôi, và nó truyền trao lại cho tâm tiếp thâu. Do đó đó, những việc làm của những cái loại tâm này á, nó làm việc một cách máy móc, một cách rất là đơn thuần thôi, nó không có làm trong cái trạng thái tạo tác ra nghiệp báo. Vì nó tính chất của nó là gì? Nó là tâm quả. Vì tính chất đó là gì? Nó là tâm di tác. Vì đó là tâm vô ký. Chính do đó đó, nó gọi là nó không có nhân tương ứng của nó. Thì tôi nghe kịp ha. Dạ chú. Được chưa? Thì đó, quý tử phải nhớ lại, sư nhắc hoài, quý tử đừng có quên. Vậy thì tại vì sư biết có một số các sư Phật tử học được tâm vô nhân này, họ thường hay có những cái confused, hay là họ có những cái sự nhầm lẫn, họ không có phát hiện ra rõ này chính xác vậy đó. Thì chúng ta phải nhớ lại, ta gọi là tâm vô nhân, là chúng ta nói là tâm vô nhân là những tâm không có nhân tương ứng với nó mà thôi, nhưng nó vẫn có nhân sanh ra đó. Cái đó cũng phải phân biệt rõ hai bên như vậy đó. Thì tôi nghe kịp không? Ví dụ như mình nói á, cái người mà có tiền bạc và người không có tiền bạc, hai cái đó nó khác. Cái người là không có người cha mẹ sinh ra, không có. Thì tôi nghe kịp không? Người sinh ra cha mẹ, người mà được nó sinh ra đó, là cha mẹ sinh nó ra đó, là bắt buộc nó phải có. Nhưng mà giữa trên thế gian này, người có tiền và người không có tiền, hai cái nó khác nhau. Người không có tiền, người có tiền là những tâm nó có tương ưng, và những tâm không có tương ưng, cái đó là khác. Nhưng mà mỗi cái tâm cũng như con người sinh ra đều có nguồn gốc sinh ra nó, chẳng hạn như là cha mẹ sinh ra nó. Chúng ta nghe kịp ha. Chính do đó đó, hai cái đó nó khác nhau, mà chúng ta đừng có quên lộn lộn tại nơi đó. Mà quý tử cái thắc mắc là tâm vô nhân là tâm, những tâm đó không có nhân sinh ra nó, không phải.
nhân sinh ra nó vẫn có, nhưng mà nó không có những nhân tương ứng nó khi nó hiện hành ra đó, là nó làm việc với một cách máy móc và nó là một tâm quả hay là tâm di tác. Chính do đó, đó nó không có những cái nhân tương ứng tham sân si của tham sân si phối hợp hay là kết hợp với nó cùng biết đối tượng là cảnh, nó chỉ có làm trạng thái máy móc mà thôi. Ví dụ như cái máy mà chụp hình đó, nó bắt cái cảnh sắc đó, nó không có tham trong nó được, hiểu không nào? Nó không có sân trong nó được, thì cũng vậy, tâm nhận thức thâu lấy cảnh sắc đó, nó không có tham trong đó, nhưng mà cái tâm động lực đó hưởng lấy từ nơi tâm nhận thức thâu lấy cảnh sắc đó, đem vô cho nó và tiếp thâu thành tánh đấng định ra đó, thì lúc đó đó cái tâm động lực đó, nó có tâm động lực đó tham hay sân hay si tại ra đó dưới cảnh thôi, còn anh tâm nhận thức chỉ là mà máy móc đem vô thôi. Cái tôi nhớ à, tuy nhiên về cái tâm nhận thức, nhớ nói tới tâm nhận thức thì ta có nói tướng nhân sanh, đúng không ạ? Tướng nhân sanh, tâm nhận thức, chúng ta lại có cái này. Là lúc đó thì chúng ta lại nói là nó có bốn nguyên nhân sanh của nó, tướng nhân sanh của nó. Thứ nhất là gì? Nó phải có thần kinh nhãn, đúng không nào? Chúng ta biết rồi, chúng ta có thần kinh nhãn. Thứ hai là nó phải có cảnh sắc, đúng không? Dạ. Thứ ba, nó phải có ánh sáng để cho nó thấy được. Thứ tư là phải có tác ý. Thì những cái này á, ta gọi là tứ nhân sanh ra nó. Nhưng mà khi nó sanh ra, nó có tham không? Nó có sân không? Nó có si không? Hay là không tham? Không sân, không si, là vô tham, vô sân, vô si đó. Thì nó lại không có những nhân này. Quý tử nghe kịp ha? Thấy chưa? Nó không có những cái nhân này khi nó sanh ra. Nhưng mà nó có nhân sanh ra nó bởi bốn yếu tố này, là phải có thần kinh nhãn, rồi nó phải có cảnh sát, nó phải có ánh sáng, và còn có tác ý để muốn nhìn. Lúc đó nó có tầm nhận thức hiện bài. Cứ từng nhớ được chưa? Xin nhắc đi nhắc lại cái đó cho nhất điểm, những khi người ta tiếp tục và những tầm vô nhận kế tiếp nữa, để rồi chúng ta hiểu thêm. Được chưa? Và chưa, cái đây là sự ôn lại và sự khẳng định, nhắc nhở lại quý tự đừng có quên nhầm lẫn lộn giữa cái tâm vô nhân. Tại vì ở những cái tâm này, ở những cái tâm mà bất thiện chúng ta đã học qua, tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si, hay là sắp tới chúng ta sẽ học những tâm mà thiện dục giới, những tâm sắc giới, vô sắc giới, hay những tâm siêu thế này, những tâm này đều là tâm hữu nhân cả. Tới nghe kẹp ha, những tâm này đều là những tâm hữu nhân cả, đều có nhân tương ứng với nó khi nó sinh ra để mới biết cảnh cả. Chẳng hạn như giờ ta nói tâm tham thì tự nhiên nó có nhân tham kết hợp với nó rồi, và có nhân si kết hợp với nó rồi. Chỉ tên tâm tham có hai nhân là tham và si. Cũng như tâm sân thì là khi nó sanh ra thì có hai nhân kết hợp với nó là sân và si. Tôi nghe kịp không? Và tâm si sanh ra chính nó có gốc đó là si rồi, thì chúng ta biết nó chỉ có một nhân là si. Rồi nếu khi mà ta bổ thí, khi ta bổ thí ra thì chúng ta có hai hay ba nhân. Chẳng hạn như khi mà quý tử làm ra mà quý trạng thái buông bỏ, quan hỷ, là không dính mắc, không tham đắm với tài sản của cải mình cho ra, thì ta có nhân vô tham. Và ta cho với tâm từ, với trạng thái mắc mẻ vui vẻ, không có trạng thái buồn phiền giận hờn mà quan hỷ cho, thì ta có nhân vô sanh. Và cho chúng ta có cái trạng thái ý thức việc làm thiện này có nhiều phước báo, hay là việc làm thiện này đem lợi lạc cho nhiều chúng sanh và chư thiên và nhân loại qua việc làm thiện này. Ta gọi cho biết như vậy đó, ta có nhận vô si, hay ta gọi là trí tuệ. Thì trong khi làm việc mà bố thí ra như vậy đó, chúng ta có hai nhân hay là ba nhân. Một là gì? Vô tham sân. Hai nữa là vô tham sân và vô si. Do đó đó, những cái nhân đó đó là những cái nhân tương ưng khi người ta làm việc thiện. Thì những cái tâm đó đó thì người ta gọi là tâm hữu nhân. Khi biết những cái việc đó đó mà tâm đã biết đó đó, là những tâm đó là tâm hữu nhân. Còn cái trạng thái mắt thấy, tai nghe, mũi nếm, mũi lưỡi mùi hơi lưỡi nếm với các vị và thân cảm xúc đó, làm tết máy móc đó, thì nó không có những nhân tương ứng đó phối hợp kết hợp với nó nữa. Cái tôi nghe kịp ha? Nên hai cái loại đó quý tôi phải thấy, rồi chúng ta nhìn vô góc độ này thì chúng ta hợp đó, ta có tất cả là 121 cái tâm. Chúng ta có 121 tâm thì chúng ta trừ ra 18 tâm vô nhân, ta trừ đi 18 tâm vô nhân thì ta còn lại bao nhiêu tâm còn lại đó, thì những tâm đó ta gọi là gì? Tâm hữu nhân. Ta còn lại bao nhiêu? 103. Hả? 103.
Đúng rồi, quý vị tử nghe kịp không? Ta còn là 103, thì ta này ta gọi là tâm thủ, thủ nhân. Quý vị nghe kịp ha. Còn 18 tâm này là 18 tâm vô, vô nhân. Rồi chúng ta đã học qua 18 tâm vô nhân á, thì chúng ta đã học được 7 tâm quả bất thiện, 8 tâm quả thiện mà chúng ta được biết qua từ trước, quý vị nghe kịp ha. Rồi chúng ta qua ba tâm duy tác. Trước khi ta đi qua cái phần mà và ba tâm duy tác thì sư có một vài điểm nhắc quý tử là ở chỗ chức năng tiếp thâu và thẩm tác. Quý tử nghe kịp, ở hai cái phần này chúng ta chưa học tới hay là chúng ta chưa tới dịp mà nói ra, chúng ta nói qua luôn hôm nay. Thì hôm nay chúng ta qua cái phần mà tâm tiếp thâu, thì quý Phật tử nhớ tâm tiếp thâu nó làm nhiệm vụ gì, là tiếp thâu lấy những cảnh hay là những đối tượng thuộc trong lộ ngũ mà thôi. Ta nhớ ha, nó tiếp thâu đón nhận thuộc gì trong lộ ngũ mà thôi. Lộ ngũ đâu có nhẹ nhị tỷ thiệt ha, thâu lấy năm cảnh là gì, sắc thân khí vị xúc, tiếp thâu nó mới làm việc. Còn nếu trong lộ ý thì tiếp thâu không cần phải có, tại vì khi mà nói tới ý á, là ta bắt ngay với cảnh đối tượng ngay tại đó, không cần phải tiếp thâu, không cần thẩm tánh, không cần đón định. Nên cái trong góc độ mà ý á, khởi sanh á, nó mau lẹ nhanh hơn gần như là 17 sát na của một lộ ngũ môn. Quý vị nghe kịp à, với một cái lộ ngũ môn á nó phải trải qua tuần tự như vậy, còn nếu mà cái lộ ý môn á thì bắt vô nghe liền à. Quý vị nghe kịp à, ví dụ như là khi mà cái tâm mình ngồi xuống á mà mình nghĩ suy á thì cái tâm mình chạy đi liền, tâm mình nghĩ suy á, tâm mình chạy đi liền, nghĩ cái gì tâm mình hoạt động liền ở trong góc độ mình nghĩ tới đó rất là mau, không cần phải qua chờ đợi. Nhưng mà khi mà mình muốn mở con mắt ra mình nhìn cảnh sắc á thì mình phải dùng nhiều cái tác ý, dùng nhiều cái tâm thức hơi mặn động về cái dạng thái muốn nhìn á thì cái tâm nó mới nhìn được. Chứ tôi nghe kịp. Do đó nó ví dụ như ta muốn lấy một cái cảnh sắc mà tốt, thích hợp mà người ta thích thì tôi phải có những dụng cụ. Thẳng ra tôi tự muốn có dụng cụ muốn đi lại máy chụp hình nè, hay là những máy quay phim nè, thì chúng ta mới thấu hình được. Còn nhưng mà khi mà cứ tới nhìn thôi và chúng ta nhắm mắt lại còn nghĩ tới cái cảnh đó mà mình ta đã nhìn thấy qua thì cái cảnh đó ý nó chạm lên liền, cứ tưởng không cần phải qua cái máy chụp hình, không phải máy quay phim nữa thì cái ý nó hoạt động rồi, thì qua cái lộ ý á thì nó đi rất là nhanh và nó không cần những loại tâm thức như là tiếp thâu thẩm tán đoán định như nãy giờ sư nói, nó rất là dễ dàng, không bắt được cách dễ dàng nhanh. Do đó hai cái tâm tiếp thâu này, cứ tự nghe kịp ha, hai tâm tiếp thâu này là nằm thuần túy ở góc độ của lộ ngũ môn mà thôi. Nhưng mà khi mà tâm tiếp thông này mà nó bắt qua tâm khai ngũ môn này á, qua khai ngũ môn này đó, nó sẽ thành thuộc là lộ ý giới, thuộc là tâm ý giới. Như tuần trước đã có học qua, tâm ý giới là những tâm là ta còn nằm ở trong góc độ là suy nghĩ mà thôi, chưa đến tạo tác ra để mà giải quyết đối tượng của cảnh pháp là ý thức giới. Do đó nó những cái lúc mà quý Phật tử đang ở trong trạng thái suy nghĩ có nên thì không nên, làm thì không làm, đáng làm thì không đáng làm, đánh đo suy nghĩ như vậy đó, ý nhớ nó hoạt động. Mà ý nhớ này nó cũng nằm ở trong góc độ hoạt động của thuộc trung lộ ngũ môn mà thôi. Quý tử nghe kịp không? Ví dụ như quý tử thấy cảnh sắc đó, ví dụ như là quý tử đi ra ngoài cái chỗ mà chỗ bán cây hoa bông xinh đẹp, quý tử thấy cái cảnh cái một chậu hoa đó quý tử thích, vừa thấy xong xưa đó nhưng mà tâm thức của tôi bắt đầu khởi lên là có đáng mua không, có đáng mua không, có cần mua hay không. Nếu mà của tôi đang trạng thái đang suy nghĩ cái đó giữa mua và không mua, đáng và không đáng, và thiết không còn thiết đó, thì nó cũng nằm trong cái là ý giới mà thôi. Nhưng mà xè tay ra chụp bắt bỏ lên xe rồi đem tới chỗ cái xe mình bỏ tiền mình trả nữa đó thì nó qua ý thức giới rồi, cầm lên rồi cái tự không bưng ra xe bỏ về nhà, cái tự nghe kịp không? Thôi ở góc độ đó từ trước sư cũng nói có khi mình đã mua rồi nhưng trở về nhà mình đổi, mình trả mình đổi, mình nói cái này là mua dư hay là nằm ở vị trí này không hợp, hay nữa là vị trí này không đánh mua, cái tự lại đem muốn trả cho lại chỗ mà mua bán nè, bưng trở lại đó thì cái tự đang muốn từ ý thức giới trở lại cho ý giới suy nghĩ hồi nãy đó, mình lưỡng lự bây giờ trả lại rồi. Thì tự nghe kịp không? Do đó con người chúng ta giữa hai cái trạng thái đó mình mới thấy rằng là con người nó đi tới có thể đi lui lại mà nằm ở trong đó thuần túy do cái ý của mình quyết định mà thôi.
chứ nó không qua cái lộ ngũ mà chúng ta đã bên ngoài, chúng ta đã tiếp xúc nó rồi. Lúc đó nhãn nhĩ tỷ thiệt thân nó không còn nằm trong hoạt động để quyết định thực hiện cái đó, mà lúc đó chỉ thuần túy trong ý của mình suy nghĩ tới đó mà quyết định và không quyết định, hành động hay không hành động, và tạo tác hay không tạo tác, và kết quả hay không kết quả, thuần túy là cái ý mà thôi. Cái tên nghe kẹp à? Do đó khi mà quý Phật tử học về cái phần này thì hai tâm tiếp thâu, quý tự nghe kẹp ha, là nằm ở trong góc độ của lộ ngũ mồm, kìa chưa? Rồi, tâm thẩm tấn này á, là nó ở vị trí gọi là thẩm á, là thẩm tra, xét soi, sách tấn lên, mà coi, chúng ta gọi là thẩm tấn. Tiếp thâu quý tự hiểu không ạ? Tiếp thâu là hiểu rồi. Do đó đó, cái từ ngữ mà thẩm tấn thì quý tử phải hiểu đó là thẩm tra xét soi. Thẩm tấn là thẩm tra xét tấn soi xét nó, coi á soi xét nó có đáng hay không đáng, lúc đó là chúng ta đang làm cái gì này. Nhưng mà nói tới thẩm tra thẩm tấn á là quý tử phải nhớ không bao giờ quên. Nó thường nó có một cái gọi là chi kiến hay là chi thức ở tại nó có cái sự biết, nên chữ thẩm này á nó cũng gần giống như là chữ trí. Cái từ nghe kịp à, khi ta nói tới một cái sự thẩm tấn, thẩm tra xét soi xét đó nên đáng không nên đáng đó, lúc đó quý tử phải đang dùng phải gì, phải dùng trí não của mình. Cái từ nghe kịp à, lúc đó là đang dùng tới cái trạng thái dùng tới trí não của mình mà suy nghĩ cái này nên không, mà không đáng nên mà mua không, mà không đáng mua nè, lúc đó đang thẩm tấn, đang xét soi cái đó. Cái từ nghe kẹp không, thì ở góc độ này trí tuệ nó đang làm việc, mà có khi mình chúng ta thấy như vậy đó chưa, không hẳn là hết đâu, có khi không phải là trí tuệ đó, mà ở góc độ là cái tri thức của mình thôi, cái tri kiến của mình thôi, mình có biết rồi, biết theo cái hạn hữu hạn của mình thôi. Còn cái trí tuệ lúc đó sắc bén á thì nó ra cái vấn đề rõ ràng để chúng ta không bị lầm. Còn cái tri thức á, cái khi mình biết như vậy mà có khi mình cũng phải bị lầm. Cứ tự nghe kẹp ha. Nên cái chữ thẩm tấn này đó, thẩm tra xét soi nó ở góc độ một là tri thức, hai là cái trí tuệ. Cái chữ thẩm này nè, cứ tự nghe kẹp. Có những người có tri thức họ biết nhưng mà họ không chính xác, nhưng mà có người có trí tuệ họ biết nhưng mà họ chính xác, họ làm điều lợi ích và họ kết quả được lợi ích như họ đang mong có. Còn cái tri thức này có khi có khi không, cái tự nghe kịp ha, cái tự nghe. Do đó đó, ở trong góc độ thẩm tấn thì nó lại có một vấn đề nữa mà quý tử sẽ học tới chương 3 rồi, chứ hôm nay ta học chương 1 nó cũng hơi sớm, nhưng mình sẽ nói sơ qua cho quý tử biết thêm là khi ta nói tới thẩm tấn á, là ngoài cái chuyện mà thẩm tra xét soi á, để cái đối tượng đó nó còn làm vấn đề gì tục sinh, khi mà gọi là làm việc mà tái tục á, cái tâm này á nó đi cho mình đi tái tục. Quý tử nghe kịp ha, cái giai đoạn mà sắp sửa mình cận tử lâm chung á, cái anh thẩm tấn này nó làm giục dữ lắm, nó giằng co với cái tâm ý môn của mình, cho nên cái phần lộ ý hai bên nó cận co giằng co. Cái khi mà cái anh mà lập là cái lộ ý môn á mà mạnh á, thì lúc đó mình cần dùng ngũ thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Cái tên nghe kịp không, mình ngồi yên đó, mình nghĩ tới việc thiện mình đã làm ra, phước báo mình đã có, quan hệ gì đó mình làm trong trạng thái đó, không cần mở mắt nhìn cái kia ra, tâm thức mình đang làm việc đó, lộ ý môn đi gì, thì lúc đó quý tử sẽ đi ở trong lộ tử ý môn. Cái tên nghe kịp ha. Tuy nhiên khi mà quý tử ở trong góc độ mà lộ ngũ môn, lộ ngũ môn là mình mở mắt mình nhìn thấy người nhà mình tới mình mừng rồi đó, mình nuối tiếc nãy giờ mình trông người đó tới, vừa mở mắt thấy người đó về tới mình mừng, nhắm mắt đi liền. Lúc đó cái mình đã gọi là gì, thẩm tra xét soi cái người đã đến đúng như là mình đang mong cầu á, cái mình hài lòng mình mãn nguyện đó, mình đi theo cái cảnh đó, nên nó vừa có xả vừa có hỷ, nó có xả vừa có hỷ. Với trạng thái bình thường là xả, chứ cái hỷ là trạng thái vui, thích thú và đi. Quý vị tự nghe kẹp không? Ở trong đó đó nên có hai cái tâm trạng của cái người mà cận tử lâm chung sẽ họ ra đi như vậy đó. Khi họ ra đi với cái trạng thái mà họ nhìn thấy thế gian này nó là quân bình thản, họ nhẹ nhàng, họ ra đi là tâm xả. Nhưng có những cái mình vui mừng thỏa thích và mình thích thú mình ra đi, mình xài tâm hỷ mình đi. Chính cái đó đó khi mà tiếp tục sinh trở lại
thì chúng sanh đó nó đi tục sanh với tâm gì? Tâm hỷ hay là tâm xả là như vậy đó. Quý tịnh nghe kịp không? Có đứa bé nó ra với cuộc đời này nó vui, có đứa bé nó ra cuộc đời nó không có vui, buồn buồn như nhau. Mà có đứa bé nó ra nó cười la lắc như vậy đó, nó đi tục sanh từ ở góc trên nó đi ra hỷ và xả, thì nó đến với đời lại hỷ và xả của nó đã tạo ra, trong khi mà nó cảm tử 4 giây trước tục sinh là chúng sao nó có đón nhận lại cái tâm nó đi thì vậy đó. Thì cái hỷ và xả đây là cái làm cái chức năng là tục sinh, thì tái tục, thì tái tục đây làm cho chúng sanh trở lại trong đời này. Thì khi mà chúng sanh còn trở lại trong đời này nó cũng vẫn có ở trong góc độ trí và trí thức, nhưng bậc Bồ Tát, nhưng mà bậc Bồ Tát đến mà lại đến là trở lại với đời này với cái trạng thái trí của Ba La Mật, với của Ba La Mật vì đã trở lại. Với những nhà phạm phu hay những người Phật thế nhân ở trên đời này, họ trở lại với cuộc đời này có khi có trí, có khi có trí thức mà thôi. Thì tự nghe kìa mà. Nhưng nó có những đứa bé nó ra đời đó, nó lanh lẹ, nó học hỏi mau lẹ. Có những đứa bé ra đời, mình dạy những vị trí, nó đù, nó chậm chậm, nó không có thấy nó hiểu được đó. Là nó trong trạng thái gì? Nó đến với đời với trạng thái trí thức, chứ không phải với trạng thái trí mà nó có. Thì tự nghe kìa, họ không có trách được, không có trách được. Từ đó đó, mình hiểu được cái đó đó, mình chỉ còn cái bổ túc hay là sửa đổi mà thôi. Nếu những người nó không có, mình bổ túc để nó có. Còn những trạng thái nó chưa có, mình bổ túc nó vô đâu, nó còn mình phải sửa đổi những cái của nó đang có. Với cái chi tiết cái đó, cố hụt mình cố chắc. Cái tự nghe không? Có những trường hợp mà những cái bé đó mình dạy nó không nghe, là nó là có cái chi thức ở trong quá khứ. Trong lúc mà nó cảm tự lâm chung, nó chấp giữ lấy cái đó, nó đi ra đời như thế này. Với cái trạng thái nó cố chấp, mình bảo thủ đó, sửa nó không nổi. Như mẹ người cha sửa nó không nổi, còn không có duyên nữa. Nhà nghiệp báo nó đã có nữa, nhưng mình không có tớ hợp được đó. Thì gọi là bắt tương ưng đó. Thì mình đưa ra một cái người nào hữu duyên đó, quán chuyện sửa đổi cho nó nữa. Thế nên nhiều khi mình nói nhà bụt nhà không thiên, thì là do những trường hợp nó như vậy đó. Thì nó có cái chi thức lần trước, thì tới đời này nó có cái vốn rồi. Mình nhó, mình nhòm nhát nó vô đó, chưa hẳn là gặp cái người khác á, họ múc cái nó ra, rồi bỏ người ta khác bỏ vô, họ nó mới sửa đổi lại, nó thành ra cái trạng thái mới của nó có, mà mình không có cái điều kiện đó, mình không làm được. Quý tử nghe kịp không? Chưa nghe. Dạ thưa sư, cái lộ trình tâm từ khi mình bắt đầu qua lại tâm tiếp thu xong tới tâm tánh, thì sư nói tâm thẳng tánh á thì là mình xét soi thẳng ra lại. Dạ, đó được. Đó nó có chưa? Còn phải qua đóng định. Đóng định cũng chưa quyết định đó. Đóng định xong rồi đưa qua đóng lực. Đóng lực mới qua quyết định. Đóng lực là thọ lấy cảnh. Qua lộ trình tâm tự sẽ thấy. Bởi chứ sẽ nói rồi. Cái câu thẳng tăng, đóng định, rồi qua đóng lực. Anh đóng lực đó, anh mới giải quyết cái đối tượng đó, cái cảnh đó. Chứ còn qua thẳng tăng chỉ quét xét xò thôi. Cho đó có những trường hợp là những quyết tử năng là ngủ mê sai. Là quý tử nghe những cái nhân dẫn bên ngoài mà quý tử không phát xét rơ được cái cảnh đó như thế nào. Nó chỉ tới thẩm tấn đoán định, thẩm tấn đoán định là nó trở lại tâm của Phật. Thẩm tấn đoán định trở lại tâm của Phật là vậy đó. Hay trạng thái mình ngủ mê sai, hay là cái trạng thái mà mình bị uống thuốc mê, uống thuốc mà trong trạng thái mình uống thuốc ngủ, thì lúc đó đó tâm thức của mình nó liệt, nó không có làm việc được nhiều. Nhưng mà với những người mà có trí tuệ đó, họ cũng gắng vậy bé là họ thâu những cái cảnh tiếp tục nữa. Thì lúc đó đó họ chỉ thấy thẩm tấn và trở lại, thẩm tấn đoán định trở lại thôi, nó không có qua được cái tâm động lực. Thì tôi nghe kẹp ạ. Thì khi mà họ tỉnh ra, họ nói chứ hôm qua tôi nghe tiếng động mà tôi không hiểu được, tôi không rõ được cái tiếng động là cái chi, chưa rõ được à, mà tôi cố gắng tôi tìm tôi nghe mà không hiểu được cái ý nghĩa là cái tiếng động là tiếng động gì. Thì những cái đó là họ có thẩm tra, họ cũng có tiếp thu, họ có nhận xét, nhưng mà họ không qua được tâm động lực, họ rớt trở lại cái tâm của Phật. Thì tôi nghe kẹp. Thì ở đó là cái trạng thái là cảnh rất nhỏ, cảnh không rõ, đến cho cái tâm thức đó không bắt được, do đó nó họ gớt cho là tâm một phần, đó là tâm một phần. Giống như là mình nghe dân dẫn nhưng mà không nghe không rõ vậy đó. Cái tự nghe kịp không? Thì ở đó nó chưa quyết định được cái cảnh, nó chưa giải quyết được cảnh, và trong trạng thái đó nó chỉ hiểu biết một cách mờ mờ thôi. Lúc đó nó là cái ý mình đã lên. Chưa lên được. À, nó làm theo cái tâm của tâm quả của nó mà thôi. Nó làm theo cái chức năng quả của nó thôi, chưa có ý mình là từ nó phải động lực.
cũng phải là từ đại tâm định. Thì tự nghe, dạ sư nghe. Sư nghe chỗ thẩm tấn này là cái tâm cảnh giác. Chưa, nó đang đến cái trạng thái đó, nó dùng cái trạng thái xét sâu thôi chứ chưa có tỉnh giác. Tỉnh giác nó dùng cái khoảng nằm ở trong góc hồn của động lực. Nhưng mà phải cảnh là khi mà tính niệm mà tỉnh giác là tâm động lực. Ví dụ như quý tự đi, quý tự đi trong cái trạng thái mà dở chân lên, vũ chân ra, dẫm chân xuống, ba quay nghi, ba bước mình đi như vậy đó. Trong cái trạng thái đó mình xài toàn tâm động lực không à, quý tự nghe kịp không? Nhưng mà khi quý tự đứng lại, quý tự đứng lại ở trong trạng thái thiền trụ đứng yên rồi đó, rồi tâm của tự cái niệm vô ra hơi thở để tập trung để theo dõi đó, cũng là tính niệm và tỉnh giác đó, thì như vậy. Rồi khi mà tự mở mắt ra thì khi mà mở mắt ra vừa nhìn thấy đó thì bắt đầu là thẩm tấn bán định, bắt đầu nó bắt đầu vô lên trở lại với cái trạng thái của lồ ngũ môn rồi, tự nghe kẹp à. Nhưng rồi khi mà mở mắt ra với trạng thái thẩm tấn bán định, cái thầu thẩm tấn bán định mình nhìn thấy, nhưng mình nhìn thấy nó lờ mờ không rõ, không biết cái đó là cái chi á, thì nó cũng góp vô trạng thái là gì, thẩm tấn bán định, thẩm tấn định, chưa có chánh niệm tỉnh giác trong chỗ đó được. Quý tự nghe kìa ha, đó là như vậy đó. Giống như là quý tự mở mắt ra mà thấy đằng xa thì xa. Quý tự thấy cái đèn nó cháy nhấp nhá lên. Mà lúc đó quý tự đang ở trong tối, ở trong đêm khuya, quý tự thấy nó cháy nhấp nhá lên. Quý tự không biết đó là đèn pin hay là người ta đang pha đèn cho quý tự thấy. Hay nữa là những cái trạng thái đâm đốm nó đang làm ra hiện bài. Còn hay hơn nữa là quý tử không biết đó là những con ma chơi, những con ma nó đang chơi, mà quý tử ở nhà quê quý tử mới thấy. Do đó ở đây thành phố mình không thấy. Sư với ngài tịnh sử đó đi ra tới dòng sông á, qua dòng sông Băng Tích đi qua bên kia đò phái đó, thì tối á phải nên nhấp nhá. Cái đầu tiên á sư cũng thấy nó nhấp nhá mà sư nhận thấy rõ. Tại vì không có quen, sư dân thành phố, xuống đi quê, sư đi ngày trên đò mái, sư thấy nó nhấp nhô, thì sư cố gắng sư nhìn, sư nói mình ngày, chiếc xe, cái chiếc đào nó nhấp nhô dần cái này. Thế mình mà trời, nó đi một đoàn, từ đó, nó từng cục lửa nó đi gì đó. Mình ngày nhìn ngày thấy, nó hay cái này mai trời, chứ không có phải là đò mái. Đâm đó nhìn chút chút này. Nó một cục, nó giống như là cái đồng hồ của mình vậy đó. Mà nó sát, nó màu một cục lửa đỏ rồi đó, nó nhấp lên xuống ở bên bờ sông bên kia. Mà sư nhìn sư cố gắng sư nhìn không thấy được, tại vì tối rồi đi đò mái mà tối. Cái sư nói chứ cái này cái tàu nó đi nó nhấp nhô đèn nó để trên mui thuyền nó khoảng bên ngay. Cái này mà chơi, cái này đừng nói để nó đi thì nó đi nó làm tới mình mới cầu. Thành ra đó, lúc đó là mình không có biết được, là sư không có thẩm tấn, không có đoán định được. Sư cứ nhìn hoài với cảnh đó, rồi đối với sư là cảnh không hiểu, cảnh nhỏ, không rõ, không hiểu, sư phải hỏi. Nhưng mà ngài thì ngài biết, ngài nhìn cho ngài biết được hết trơn nè. Cái ngài cắt nghĩa sư thôi xong qua bỏ qua. Những lúc đó mình chỉ tới thẩm tấn đoán định à, đâu có qua được động lực đâu. Mình sợ hay là mình thích, tự nghe kèm không? Khi mà mình sợ đó là xài tâm sân là động lực rồi, mà khi mình thích á là xài tâm tham là xài động lực rồi. Còn cái này mình chưa biết này trên á, không sợ không tham gì hết đó, thì ra đó là thẩm tấn đoán định. Thẩm tấn mở mắt nhìn hoài, dương mắt cú nhìn thấy rõ thôi. Tự nghe kèm ha. Cũng như quý ông tử đây đứng bên kia đường, sư đứng bên đây đường, hai bên cách nhau khoảng xa mà sư quát quý tử không thấy đó, thì lúc đó thẩm tấn đoán định, thẩm tấn định không biết sư kia mình hay là sư đang làm gì không biết nữa, không giải quyết được đó, thôi bỏ qua đi, kệ ông muốn làm được đó. Vậy đó, quý tử nghe kẹp không? Cái đó là cái trạng thái, đâu có trách nhiệm tỉnh giác đâu. Muốn làm gì làm. Mình không nhân đó, mình nhân mà. Quý tử nghe kẹp ha. Nên cái góc độ mà chánh niệm tỉnh giác là thuộc của tâm thiện ở trạng thái hiểu biết đối tượng và theo dõi được đối tượng chính xác trong sự hiểu biết của mình đó, mà rõ biết có cái sự ghi nhớ chính xác hay gì đó là xài tâm động lực không à. Nhưng mà tâm động lực đó mà với cái chánh niệm và tỉnh giác đó là những tâm nó phải là tương trí, là lúc đó nó sắc bén để mình nhìn thấy được đối tượng, mình thấy được sinh diệt nhân quả hay là những cái đối tượng là vô thường khổ vô ngã của thổ tâm tướng, mình nhìn vô đó mình có cái chánh niệm tỉnh giác chứ, thì đó là xài tâm tương trí. Còn nếu mà nói chánh niệm tỉnh giác mà mình không phân biệt được đối tượng đó thì cái đó
đang ở trong trạng thái thất niệm của một cái tưởng chứ không phải của cái niệm. Cái tự nghe kìa đẹp ha. Hả? Sao tâm vô nhân nữa? Sao tâm vô nhân nữa? Tâm vô nhân mà bắt tương trí thôi. Chẳng có là tâm vô nhân chứ chưa là vô nhân được. Đó không phải vô nhân. Cái tự nghe kẹp ha. Vô nói đến những cái đó nó rất khó lắm. Nó rất khó lắm nhưng mà mình phải tinh xảo. Cái này tâm lắm, mình nhìn thấy góc độ này, mình hiểu góc độ kia, mình biết thì mình mới lọc được. Nên gọi là tâm tinh thanh tịnh là gì đó. Mình phải lọc được cái tâm. Chứ tự nghe kịp không? Mà mình phải biết dụng cụ của cái đồ lọc của cái tâm mình á. Còn không á, mình dùng cái những cái loại đó không được á. Có cuộc là không có được cái kết quả cái tâm mình trong suốt, trong sạch, trong sáng hay là lợi ích cả. Cái đó là thất bại. Nên có nhiều người đó họ đi vào trong cái góc độ mà thiền quán đó mà họ không nắm vững các cái vấn đề đó thì họ có một cái suy nghĩ là họ không thành công trong thiền quán. Rồi họ có một suy nghĩ, họ chia làm hai cái suy nghĩ của họ. Họ nói chứ, con đường tu tập thiền quán tôi không được thành công. Còn một cái suy nghĩ đó, một phần suy nghĩ họ nói chứ, ôi cái này là vô mình của mình mới bị kẹt trong cái này mình không tu tập được. Hai cái đó nó dần co với cái người thiền giả, mà thật ra không phải như vậy nữa, góc độ khác nữa. Mà nhưng mà ai lý giải cho, ai giải thích ra thì phải có những cái bậc mà tứ tuệ phân tích, những bậc mà là lý vô ngại giải, rồi pháp vô ngại giải, họ phân tích họ lập ra cho cái vị thiền sinh đó, họ mới ra được cái trạng thái họ mắc kẹt ở trong cấu trúc đó, họ không được giải tỏa. Cái tự nghe kẹp không? Do đó hồi xưa đối với những gì mà gọi là tứ tuệ phân tích á, là những vị đó lợi lạc cho những chúng sanh mà cần thiết của họ, trong khi lúc họ thắc mắc không ra giải pháp cho mình. Nên như vậy đó, thì những cái bậc mà tứ vô mà giải đó, hay là tứ tuệ phân tích đó, là những bậc đó là kỳ công, những người là kỳ tích, hay là họ là một kỳ năng, họ mới có khả năng làm cho được những điều đó cho những chúng sanh khác. Đúng vô đó là họ nghe pháp đó, họ giải quyết được pháp, họ biết nói là những pháp, họ dùng những từ ngữ pháp để cho người ta nghe hữu lý mà hợp lý để mà họ ứng dụng được đó, thì đó là từ của ngài giải, lý của ngài giải, pháp của ngài giải, biện của ngài giải, họ đạt đến thích được hết à. Rồi đó, cứ tự nghe kêu. Còn mình không ra được vô ngài giải, mình ăn trái giải mình không có được nữa. Mua trái giải về mình ăn thôi, trên tay mình không có khả năng. Cứ tự nghe kẹp không? Do đó, thì cái này là chúng ta qua cái phần tâm thẩm. Thẩm tấn này á, là nó có hai góc độ, khi nào là tâm hỷ, khi nào là tâm xả. Thẩm tấn tòa hỷ, tâm thẩm tòa xả, thẩm tấn tòa hỷ. Thẩm tấn tòa hỷ làm với những cảnh tốt, cảnh đẹp, cảnh quan hỷ và cảnh rất là lợi lạc. Chẳng hạn như người Phật tử mà nhìn thấy Đức Phật rồi đó là thẩm tấn tòa hỷ liền. Tại vì người Phật tử chỉ mong cầu gặp Đức Phật để mà đánh lễ, tìm cầu phúc báo, tu tập nương tựa như ngài, thì thẩm tấn đó là thẩm tấn tòa hỷ. Nhưng mà cái trạng thái người thường thường quen trong bố thí xã thí trì giới thâm thiền họ thường quen, do đó là họ làm những cái đó thường á, họ chỉ sử dụng là thẩm tấn họ xã mà thôi. Cái tự nghe kịp không? Khi nào mà thọ hỷ là khi nó tâm mình nó gặp những cảnh đáng ưa thích quan hỷ mà mạnh á, mình có tâm thẩm tấn thọ hỷ. Và thẩm tấn thọ hỷ duyên với những chúng sanh khi họ đến tục sinh trên đời này và họ đi tục sinh bởi tâm thọ hỷ nữa, họ mới có thường có thân thẩm tấn thọ hỷ. Còn đa phần chúng sanh của mình đây á, đều đi vào trong cái thẩm tấn thọ xả nhiều hơn là thọ hỷ. Chúng ta hay dùng cái tên nghe kìa không? Mới tôi nhìn một cảnh sắc đó, mới tôi đâu có mừng mà dữ dội đâu. Thích. Chứ đâu có nhiệt trưởng vậy đó, thẩm tấn thọ hỷ là vậy đó. Tôi nghe kìa không? Thích, tôi cũng thích đó chứ, nhưng mà được, sao? còn không thích nó mà được kẹo thì nó nhảy tưng tưng lên đó. Thẩm tấn thọ hỷ là nó gặp cái nhẫn lớn quá, mạnh quá mà nó hấp dẫn nó quá, làm cho nó quan hỷ quá thì nó xài thẩm tấn thọ hỷ. Còn mình càng ngày càng lớn rồi đó, họ xả là thường ha. Không phải là động có tâm chấn động đâu, chưa đi tìm em chưa có tâm chấn động. Cái này ra tuổi 122 rồi. Phải có 121 cái tâm vẫn ra tâm chấn động. Nên nó cần cặp tiếng sét. Cũng như tiếng sét đó. Tiếng sét hả? Sét đánh trời gầm. Tiếng sét hả? Tiếng sét. Còn tiếng sét không? Tiếng sét không? Tiếng sét không? Tiếng sét không?
có liên quan gì tới trạch giác chi không? Trạch giác chi là khác nữa. Trạch giác chi là một loại, một chi pháp. Trạch giác pháp, chi pháp nó nằm ở trên đó, nó kết hợp những tâm thức. Do đó khi quý tử họp ở chương 3 đó, nó có những cái loại đó làm cho quý tử phải tắm bắt được. Thì nhiều trạch giác chi pháp gì? Ngày hôm kia, người Phật tử xưa cách đây hơn 30 năm, họ học với sư đó, hiện nay họ ở bên Canada, họ mắc cái quyển sách nội dung vô trì pháp, họ mang qua, họ lúc mà họ đi á, thì sẽ cho họ, nhưng họ biết họ xài, rồi sao bây giờ họ mắc, họ nói họ thất lạc quyển tội dung vô trì pháp, rồi họ gửi xuống sư, họ gửi mail sư, nói, sư nói trì pháp của tứ đế, cho con quên rồi, khổ đế trì pháp gì, tập đế trì pháp gì, diệt đế trì pháp gì, rồi đạo đế trì pháp gì, sư phải trả lời đó, nó có trì pháp hết á. Do đó đó, trạch giác chi cũng vậy, nhị thập nhị quyền cũng vậy, thập bát giới cũng vậy, tập lục nhị xứ cũng vậy, nó có chi pháp hết á. Nhưng mà những cái chi pháp đó đó, nó nằm cái đó là những tâm sở kết hợp với những tâm làm những vụ đó, nó gọi là ở góc độ gọi là giác chi. Thì những tâm sở trí tuệ kết hợp những tâm tương ưng trí ở góc độ tâm thiện, nếu ở cõi dục giới để mà trạch pháp những pháp lại là họ đưa đến giác ngộ, nên nó gọi là trạch pháp giác chi với chi pháp tâm sở đại quyền. Thì những đó nó có những chi pháp mà nó làm những chức năng đó thôi. Cũng như đạo đế thì đó là bát thánh đạo kết phối hợp những tâm đạo làm việc đạo đế, thì đó là chi pháp. Nếu mà mình không có biết như vậy đó, con đường đạo đế của mình đó, mình không biết đi bởi cái chi. Cái tự nghe kẹp mà cái tự chưa đi á, cái tự sẽ biết sử dụng loại chi mình bỏ vô trong cái việc phương tiện của mình mới đi mới được. Còn không có mình nói, không có phải nói chung chung là sơ sơ qua gì vậy được. Cái diệt đế chi pháp là cái chi, diệt đế chi pháp là niết bàn, tập đế là cái chi, chi pháp là tâm sở tham. Những cái đó nó bắt vô trong đó, rồi những cái khổ đế chi là sắc pháp, những tâm hiệp thế cùng những tâm sở phối hợp với nhau làm việc khổ đế, những chi pháp. Những cái đó mỗi vật tử phải có những cái điều kiện đó, nhưng mà ở tới chương đó mình mới học được. Giờ mình đang học tâm quân nhân này, hiểu không? Cái lớp học cũng hay lắm nha, nên anh nhớ đâu mà hỏi tới đó. Lớp học hay lắm, không có bao giờ mà đi vô cái chuyện mà phải học một chủ đề đâu, đâu học năm mấy chủ đề đó. Nhưng mà tính ra tại cái tội cái sư đã, thầy sư biết nhiều lắm, mới tự khai thác hết. Năm hỏi cái gì hỏi, muốn hỏi cái gì hỏi ra. Thành ra sư cũng phải tùy duyên sẽ nói ra đó, mới tự có dịp đi mà hỏi tiếp. Được chưa? Rồi, mới tự thấy đó là ở đây, là ở cái góc độ này á, thì mới tự phân biệt này chút xíu. Dạ, xả và hỷ. Xả là gặp cảnh quân bình, gặp cảnh quân bình, gặp vừa phải, chưa không thấp dạng. Nhưng mà xả là như vậy đó, còn như mà hỷ đó thì gặp cảnh hấp dẫn làm cho người ta bị lôi cuốn, dao động mạnh, hưởng ứng mạnh, thì quan hỷ thích thú ở tại nơi đó, mới xài tâm hỷ. Tâm hỷ nó có hai phần, là một cái có bất thường tí là được. Không, cái này là chưa nó tới bất thường tương ưng, thành tấn mà ở trong góc độ lộ ngũ rồi, nó chưa có cái tương ứng tương ưng xuống tay mình nó tới cái này. Nhưng mà cái trường hợp này á, nó đang ở trong tiến trình của tâm lộ ngũ môn, ở trong lộ ngũ môn để tiếp thu những năm cửa ngõ nhãn nhĩ thị tiền thân qua sắc thân khí vị xúc, để mà chúng ta bắt lấy những đối tượng đó theo cái trạng thái thích không thích. Như nãy sư thí dụ đó, quý tử có thể thấy một vị sư, quý tử thấy cái tâm quý tử quân bình là xả thọ, nhưng quý tử thấy một vị Phật, thấy không, thấy một vị Đức Phật tới với mình, cái tâm mình ngộn lên, quan nghĩ thích thú hơn, quan nghĩ quan tôn kính hơn, quý tử xài tâm hỷ, hỷ thọ là như vậy đó. Quý tử nghe kịp à, những cái đó là đối với những cái cảnh thiệt là mạnh, quý tử mới khởi sanh lên. Còn không á, thông thường chúng ta xài tâm xả thọ thường xuyên và đã đủ để chúng ta bắt cái cảnh được rồi, ít nên xài tâm hỷ lắm, gần chưa? Quý tử nghe được chưa? Chúng ta qua cái chương 3 thì chúng ta sẽ nghe tiếp trong phần đó. Rồi, chúng ta đi qua phần ba cái tâm còn lại của tâm vô nhân. Thì chúng ta gọi là tâm di tác vô nhân. Chúng ta đi qua tiếp các phần mà ba tâm di tác vô nhân. Thì ta ba tâm di tác vô nhân, chúng ta có tâm thứ nhất là tâm khai ngũ môn. Chúng ta có tâm khai ngũ môn. Cái thứ hai đó là tâm khai ý môn,
tâm khai ý muốn. Và thứ ba là thương con ta tâm tiếu, tiếu sinh. Tâm tiếu sinh. Về chưa? Rồi chúng ta theo, hôm nay chúng ta đi qua cái ba cái tâm này gọi là ba tâm di tác của nhân. Thì chúng ta đi từng tự giải thích từng lý ý nghĩa của nó. Chúng ta nên nắm vững cái vấn đề, cái những tâm thích này. Nói tới tâm di tác, quý tự nói tới tâm di tác. Tiếng Bali nó gọi là Kiriya. Kiriya là tiếng Bali. Bali nó gọi kịp nè. Nhưng mà tiếng Sanskrit á, nó là Kriya. Cái này là tiếng Sanskrit. Được chưa? Thì cái này ta biết là Kiriya hay là Kriya thì cũng có một nghĩa mà thôi. Tạo tác ra hành động. Tạo tác ra hành động. Nhưng không để lại hậu quả hay là ảnh hưởng của những hành động đã tạo ra, tức là làm mà không có chịu kết quả đó, nên ta gọi là duy tác. Tạo tác ra hành động nhưng mà nó không để lại hậu quả hay ảnh hưởng của những hành động đã ta đã tạo ra, nó không có bị ảnh hưởng lại, nên nó gọi là sự tâm duy tác. Quý vị nghe kịp không? Nói những cái tâm đó nó hạ người nào họ có và họ được sử dụng những tâm thức này thì chúng ta phải biết, chứ không phải là ai cũng có những tâm duy tác này đâu. Tâm duy tác là những tâm tạo tác ra hành động, tạo tác ra hành động nhưng không để lại hậu quả hay ảnh hưởng của những hành động mình đã tạo tác. Do đó nó gọi là gì? Duy tác. Duy tác đó, mình phân tích ra. Duy tác. Duy nhất. Tạo tác và không có hậu quả, không kết quả, nên gọi là duy tác. Vậy trên là duy tác là duy nhất tạo tác ra và mình không để lại kết quả, cho đó nó gọi là duy tác. Cái tự nghe kịp không? Kịp chưa? Thí dụ như là quý tự thấy, thí dụ như là một cái suy nghĩ bỗng phát sinh lên, một cái suy nghĩ phát sinh lên mà quý tự suy nghĩ đó mà không làm hại ai. Một cái suy nghĩ bỗng phát sinh lên trong tâm thức quý tử mà quý tử không làm hại ai, mà quý tử cũng không làm hại cho mình. Vì cái sự suy nghĩ đó, có khi mình những suy nghĩ không làm hại ai, nhưng mà suy nghĩ đó lại làm mình buồn, làm mình không có vui, làm mình khổ, mình bận tâm, bận trí, mình lo nghĩ hoài, mình không có thoải mái đó. Những suy nghĩ đó không được gọi là di tác. Những suy nghĩ đó nó có để lại hậu quả cho mình, nó bị ảnh hưởng tác nhân từ nó, cái suy nghĩ đó làm cho mình bị khổ tâm, phải không nào? Dù rằng là người mẹ thương đứa con nhưng chẳng phải cho mà không có đón nhận lại, nhưng mà cái đó vẫn còn có cái hậu quả của nó, những cái kết quả của nó như thường. Chứ tôi nghe kịp không? Đối với những người ở thế gian này thì ta nói cha mẹ cho ra không có cần mong đáp đền. Chứ tôi nghe kịp không? Họ là những người bậc di tác, họ nên làm những tâm di tác không hẳn chưa có, họ vẫn còn có những cái gì, cái bổn phận của họ đã làm ra đó, họ đang trả lời những cái gì bổn phận của họ, chứ chưa có phải là họ không có kết quả của họ nào. Chứ tôi nghe kịp anh. Còn đối với những người mà thế gian này á, họ làm ngoài ra luôn luôn họ có những cái sợi dây kết chặt nó bởi những một ít hay nhiều, Đức Phật gọi là những sợi dây phiền não khi tâm sinh khởi. Do đó những tâm duy tác này chúng ta làm đi thêm một lần nữa, là tâm khi sinh ra không có phiền não. Những tâm đó, những tâm mà họ sinh ra, tâm của họ không có phiền não. Họ không bị cột chói trong dòng tham sân si. Họ không bị cột chói trong dòng ngã mạn phiền não, hay là chúng ta kiến sai chấp sai phiền não. Do đó họ có những tâm gọi là duy tác, không có phiền não. Cứ từng nghe kiện chưa? Rồi, không để lại hậu quả, tức là họ không có đón nhận cái quả báo. Quý tự nghe kịp không? Không nhận là kết quả thì là họ không có những cái quả báo, rồi họ lại không có phiền não. Những cái tâm này lại không có phiền não đó, thì những tâm này là gì? Chỉ làm và không để lại kết quả của hành động làm. Nó có hai trường hợp. Đối với những người mà phàm phu thì hai cái tâm khai ngũ môn và tâm khai môn này để dành được cho hạng phàm phu
Dạ. Thánh nhân. Hai cái tâm này có. Nhưng mà đối với tâm thiếu sinh này là chỉ dành duyên quyết là cho dành cho bạch vô vô sinh a la hán mà thôi. Được chưa? Vô sinh a la hán mà thôi. Tâm khai ngũ môn và tâm khai môn là những loại tâm duy tác, nhưng dành cho cả hai hạng người, vừa phàm vừa thánh. Còn tâm thiếu sinh là tâm duy tác vô nhân, nhưng mà chỉ dành duy nhất cho bậc thánh, mà không phải thánh thấp, mà thánh là thánh cao, a la hán vô sinh mà thôi. Rồi chưa? Rồi trở lại. Như vậy thì ta biết là ba cái tâm duy tác này nó chia làm hai phẩm nào. Hai chia làm hai. Hai cái trên phàm và thánh có, cái chó chỉ thánh a la hán mà có, không có những tâm khác, những bậc thánh khác có. Sơ nhị tam không dùng được tâm tiểu sinh, sơ quả cũng chưa có tiểu sinh, nhị quả chưa có tiểu sinh, tam quả chưa có tiểu sinh, a la hán chỉ có mới có tâm tiểu sinh này thôi. Như vậy thì tâm tiểu sinh này là gì? Tâm làm nở nụ cười, làm nở nụ cười của bậc thánh, của bậc vô sinh, cái chưa? Rồi. Nhưng mà tâm mà làm nở nụ cười á, làm mở nụ cười cho bậc thánh vô sinh này á, là trong trạng thái không có ý nghĩa. Ý nghĩa nụ cười này là gì? Một nụ cười suông. Cái tưởng nghe cái chữ nghĩa nụ cười suông không? Chứ dường như tất cả hội chúng đang bàn thảo một câu chuyện rất là vui. Hôm nay các hội chúng tăng đang ngồi bàn thảo câu chuyện vui. Và có một vị A-la-hán tới. Họ tới, họ vô cái hội chúng đó, họ ngồi xuống. Thì trong khi họ ngồi xuống, thấy ai cũng cười cái, họ cũng cười luôn. Vậy tôi kêu không? Nhưng mà họ chưa cái hiểu ý nghĩa của câu chuyện đó, đang bàn thảo chuyện gì mà họ vui mà họ cười. Thì các vị đó đang cười nhưng ta có hiểu nghĩa. Còn vị này vô mà nghe như vậy chưa rõ đầu đuôi, nhưng mà họ không thể ngồi yên. Họ cũng nói nó cười theo, dù là lịch sự hay là dù là xã giao, họ cũng cười. Thì nụ cười này gọi là nụ cười cười suông của một bậc a la hán. Cái từ ra lúc đó, ngày đó, bậc đó xài tâm tiểu sinh. Còn đối với những bậc a la hán như a la hán Đức Phật, thấy không nào, đặc bậc chánh đẳng giác, bậc độc giác hay là thinh nhân giác, bậc a la hán mà họ nụ cười mà họ có sự hay biết, đều là những tâm di tác, đại di tác tương ưng trí, đều là những tâm đại di tác tương ưng trí, chứ không có xài tâm tiểu sinh. Đối với Đức Phật, ngài không có bao giờ xài tâm tiểu sinh. Vì mỗi lần mà ngài cười như vậy đó, ngài nhất nét mà cười lên như vậy đó, đều bao hàm một ý nghĩa sâu xa sâu sắc về cái pháp đang hiện bày mà làm ngài nở nụ cười. Chứ không phải ngài nụ cười của ngài vô lý, không có ý nghĩa. Nên đối với ngài thì ngài xài nụ cười của ngài không bao giờ có xài tâm tiểu sinh được hết đó. Thì tôi nghe kịp ha, ngài luôn luôn xài tâm đại duy tác tương ương trí hỷ thọ nắm bắt rõ ràng ý nghĩa của sự kiện của ngài cười. Thì tôi nghe kịp ha, và có sáu loại hàng cười, phải không? Là sáu loại hàng cười, cười gung người hết, chảy nước mắt mà khét ra tiếng, lăn lộn người là cười của hạng phàm. Cái nghe phàm còn cười có trạng thái là gì? Vỗ tay vỗ nhé, mắng quan hỷ là cái loài hạng cười thứ hai. Cái tự nghe kẹp không cũng là hạng phàm phu. Có những người cười cung dai mà cam thanh chứ không có tên nổ mà chảy nước mắt sống ra. Có những người họ cười quá mà chảy nước mắt sống đó, mà tự có thấy không? Đó, đây là hạng thứ nhất đó. Hạng thứ hai, hạng thô hơn, nhất thâu nhất, thâu 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 dừa. Hạng thứ ba, cười khung dai, phát âm thanh. Từ thứ tư là có phát âm thanh, có thấy hàm răng, thấy há miệng ra cười hết á, nhưng mà không có lên tiếng gì nhiều. Cái đó là thứ tư. Đối với Đức Phật thì hạng thứ năm, hạng thứ sáu là sao? Ngài chỉ thấy chót cao của ngài thôi, và có chân có chót cao trên, chứ không thấy từ chót cao dưới, chót cao dưới trên này nè, và phần chót cái dưới. Hai nữa là ngài chỉ nhếch mép lên mà thôi. Thế là ở Việt Nam ta gọi là gì? Cười mỉm á, mỉm cười thôi đó. Mỉm
chai. Khi khi nào cái tưởng mình, cái tưởng mình nó mất cái mấy tưởng mình có cười, nó cười theo kiểu đó. Cái kiểu là chạy dưới tác tương trí rồi đó. Quý tử có cười trường hợp đó được không? Cái ta nói là cười, cười ngạo nghễ, cười, cười miếng chi cọt. Quý tử nghe kìa mà, Đức Phật Ngài có hai cái nụ cười đó thôi à. Chứ Ngài không có những cái nụ cười như chúng ta được. Còn đối với bậc tiểu sinh này là làm nở nụ cười bậc vô sinh nhưng không có bao hàm một ý nghĩa. Nó chỉ có nghĩa một duy nhất đó là gì? Nở một nụ cười suông trong cái cảnh vui của họ chúng, họ mở nụ cười với nhau mà thôi. Thì đó nó là tiểu sinh. Quý tử nghe kịp không? Còn tâm khai ngũ môn là một việc, tâm khai ngũ môn. Quý tử nghe cái chữ khai ngũ môn đó là khai ngũ môn, phải chưa? Tâm khai ngũ môn. Chúng ta thấy cái từ ngữ nó rõ ràng. Phải chưa? Khai là mở ra. Ngũ là năm. Môn là cửa. Là tâm làm mở năm cửa ra. Quý tử nghe kịp không? Tâm làm mở năm cửa ra. Để gì? Đón đối tượng bên ngoài vào. Để đón đối tượng bên ngoài vào. Quý tử nghe kịp không? Nên nó tâm gọi là khai ngũ môn. Là cái tâm làm việc mở ra năm cửa để đón các đối tượng bên ngoài vào chúng ta. Cảnh sắc nó không vô được con người của ta. Cảnh thinh không vô được con người của ta. Cảnh hơi không vô được con người của ta. Cảnh vị không vô người của ta. Cảnh xúc không vô được người ta. Mà phải do tâm khai của môn này nó mở cửa thì các cái cảnh đó nó mới vô. Rồi tâm đứng tương ứng đó mới nắm bắt được. Bây giờ nghe kịp à. Còn nếu tâm khai của môn này không mở thì các cảnh không vô được và tâm bên trong không bắt lấy cảnh được. Nó bắt xuất, ngoại bắt nhập, được rồi không vô được. Nên lúc đó ta gọi là gì? Thu thúc lục căn. Cái tên nghe kẹp ha. Lúc đó ta gọi là thu thúc lục căn. Là người ta không mở các căn để cho các trần xâm nhập vào. Thì lúc đó giờ đó là không có đón tiếp được hai bên. Bên ngoài không đón. Không, bên ngoài không vô được, bên ngoài, bên trong không đón bắt được, hai bên không đón bắt được, để đóng cửa rồi đó. Thì tôi nghe kịp ha. Nhưng mà khi anh khai ngũ môn này mở lên một cái á, thì đối tượng nào ở bên ngoài, ở bên trong nó tương ứng xuống đó, nó ra. Thí dụ cái tôi nghe âm thanh, cái tôi nghe âm thanh mà cái tôi còn đang nhắm mắt, nhưng mà cái tôi nghe âm thanh mà tôi còn đang nhắm mắt, thì nghe khi mà cái tôi đang nghe âm thanh á, là tâm khai ngũ môn đã mở lên để cho tâm nhị thức thâu cái âm thanh rồi đó rồi đó. Thì tự nghe kèm không? Đó là tâm khai ngũ môn, nó mở cửa cho tâm nhị thức thâu bắt âm thanh đó vô. Cũng như vậy, khi quý tử ngồi mà quý tử nghĩ tới bạch thịt, quý tử nghĩ tới bạch thịt, mà quý tử nói chứ xả thiền xong á, mình sẽ xuống ăn bữa cơm trưa ngon miệng đó. Thì lúc đó đó, cái tâm quý tử đang khởi lên cái tâm đó đó. Thì tâm lúc tử đang nghĩ tới bạch thịt, bạch thịt nó sẽ ăn được cái này, chúng ta sẽ ăn cái món ăn kia kìa, cũng là phần ăn món kia. Thì lúc đó cái tâm gì của tôi đang đỏ mắt cái cảnh đó. Tâm gì thức. Tâm gì thức. Tâm gì của tôi đang đỏ mắt cái cảnh đó. Đang ngồi thiền nè. Lúc đó 10:45 gần 11 giờ chưa rồi đó. Là giờ đó là giờ sắp chưa vô ngọ rồi đó. Tại mình có con trai nữa. Rồi cái lúc đó mình nói chút xíu này nha. Có món ăn này ngon lắm nè. Người ta nói bữa nay có giờ này ngon lắm nè. Tôi thì đang nghĩ tới đó. Nghĩ tới đủ thứ cái món ăn. Tôi đang sắp sửa được xả thiền ra tôi tới ăn đó. Thì lúc đó tâm của tôi đang xài tâm gì? Đối với cảnh những món ăn tôi đang nghĩ tới. Hả? Tâm khai ý môn. Hả? Tâm động lực, tâm khai môn. Thức. Tâm thiền thức. Được chưa? Quý tử đang nói cho tôi nghe. Tâm gì? Tâm ý thức. Hả? Tâm ý thức. Cái gì? Tâm ý thức. Tâm thức hả? Tâm thức. Không? Tự nhiên tâm thức không mà sao đâu hiểu. Tâm ý thức hả? Tâm ý thức. Biết cảnh pháp. Chứ không có tâm thiền thức. Biết cảnh vị được. Mình chưa có ăn mà. Chưa ăn. Tâm ý thức. Biết cảnh pháp mà thôi. Chứ không có ăn đâu có xài tâm thiền thức được. Chưa có ăn. Đang ngồi nghĩ tưởng lung tung ra thôi mà. Trong đầu óc mình đang bị phóng tâm ra mình nghĩ các vật thực mà. Được chứ chưa ăn mà. Thì tâm ý thức
nghĩ cảnh pháp thì lúc đó tâm khai ngộ môn nó mở không? Ý môn nó mở thì tâm ý thức bắt lấy cảnh pháp. Mình đang ngồi suy nghĩ tới những vật thực mình sẽ được ăn sắp tới, hiện nè. Còn cái khai ngộ môn có mở không? Chưa. Khai ngộ môn chưa có mở. Rồi xuống cái bàn rồi đó, xuống cái bàn rồi nhận vật thực rồi đó, để nó trên bàn rồi đó, thì mình tính xài cái tâm gì lúc đó? Thính. Lúc đó quý tử đang xài cái tâm gì lúc đó? Vị tỷ nhĩ tỷ 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 nhãn thức nè, chỉ là một đó là mà nhãn thức thiệt thức tỷ thức thân thức rồi cái chạy tâm tỷ thức còn tuổi rồi thân thức ăn chưa là cái gì thân thức quý tử trả lời không được, quý tử sẽ nói tâm nào mạnh cảnh nào mạnh lúc đó tâm nó hiện bài. Chú tưởng đừng có trả lời nhỉ tỷ của thiệt. Bao nhiêu sát nè? Thì mốt phải dịnh cái lỗ tai trước khi trước khi trụng cái đầu. Lỗ tai trước khi trụng cái đầu. Cái đó hay. Thanh nghiệp thì trước khi nghiệp. Thanh nghiệp thì trước khi nghiệp. Nhưng mà nóng cái ông thợ và tai tôi bắt ủa. Cắt nhanh. Rất nhanh nhưng mà tức là mình phải nóng cái tai làm sao lại sao. Ý nghĩa là làm rồi. Yeah, và thẳng thất nghiệp hay bạn. Mà không đếm được thời gian, không có ai đón được thời gian. Khoảng là cái tự nhiên kèm ha. Rồi bây giờ ví dụ như cái tự nấy thấy cái con mắt mình nháy đó, mỗi một cái con mắt mình nháy lên á, mỗi con mắt mình nháy lên á là thằng kinh ý nó đang hoạt động để mắt mình nháy đó, cho mình có những còn nhộn nhiên đâu. Nó phải mất nó nháy đâu. Nó phải tự nhiên đâu. Nó có lý do của nó. Mà mình cứ nhảy nó mới nói cái nháy rồi đó. Vừa mới nói là cổ nháy liền. Mà nó không phải tự nhiên đó. Nó có ý nghĩa của nó. Mà mình không giải đáp được cái thân nghiệp của mình nháy con mắt đó. Sân nào? Lẹ chưa? Cái đó bao nhiêu luôn? Lẹ lắm. Chứ phải một cái đâu. Lẹ lắm. Biết thấy chưa? Cái tự rớt xuống dòng sông. Chợp tình té xuống hố. Hay là cái tự đi chấp đá ngã té. Miệng la liền á. Cái á đó, miệng la cái á là để mà té xuống á. Nói là làm sao mà kịp với cái ý mình vừa nói, vừa ý là cái là miệng la á là liền té cái tụ. Rồi có luyện tập hay không? Là nữ kịp đó. Đó thì sẽ nói là bản thảo khi đó. Không tính được một cái sang na ý nghiệp ta làm ra ngữ nghiệp cũng có được cái tiếng á là cái rồi cái đuôi té rồi xong rồi hai tháng nè ở đây có chừng té rồi cái không mình vừa la là có chừng té cái đuôi rồi nó là không có đó nữa không nè do đó ở đây quý bà tử phải cẩn thận khi ta học tới khai môn. Sư cũng vậy, khi sư học tới cái con đoạn này đó, hồi còn bé đó, hồi lúc mà sư học cái nhà thiền sư đó, hồi trẻ đó, sư vừa học tới đây thì nói, cái đó kinh khiếp quá là chết rồi. Thì nó nó vậy đó, nó lẹ như vậy đó, lẹ như cái tâm thức của mình vậy đó. Cái gì cũng ra hết rồi. Vừa tới khai môn nó làm cái cửa mà đoán định để mà mở cửa rồi lộ động lực của lộ cái môn này đó là xong rồi đó. Sư nghe. Dạ thưa. Thưa sư, ý con nói là con hiểu cái vấn đề mà nó nhanh. Nhanh lắm. Nhưng mà đến khi nào cái thân nghiệp á, đến bao nhiêu sát na hay là thường đến bao nhiêu lần hoặc là mấy ngàn lần hay mấy triệu lần cái tâm của mình trước khi nó trở thành một cái hành động
hay là đúng nó để từ dạ. Tức là có một cái lý do gì hay là một cái số đếm, cái endpoint gì đó để mà nó bắt qua cái đó hay không? Không, nó liên tục. Nó liên tục. Nên tâm sanh diệt liên tục vô gián đoạn, gọi là vô gián duyên á. Khi mà quý vị lên trên thành mà phát tu học về vô gián duyên á, tâm sanh diệt từ khi khởi thủy không biết, tới khi nào tâm tử hoặc là há mới chấm dứt cái tâm thức. Tới tâm tử a la hán mới chấm dứt tâm thức. Còn mình từ khi mình có ra đời thì tâm không có dừng, cũng dừng lại. Cũng có, tức là liên tiếp trước kiếp sống này và kiếp sống khác tâm liên tiếp nữa, nó không có ngừng. Sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, không có ngừng. Nên cái đó đó một tự phải thấy kinh khiếp. Nên sư muốn nói một tự đó, nói cái người mà nói cho là triết lý về nghiệp hay là cẩn thận về nghiệp đó thì không có chi bằng mình coi cái tâm thức, nên mình coi cái nghiệp nó gắn liền cái tâm thức á. Tâm bao nhiêu nghiệp bấy nhiêu, tâm làm việc bao nhiêu nghiệp hiện bạn bấy nhiêu, không có cách nào nói gì hết. Điều hòa không bao giờ được. Quý tử nghe kẹp à? À, không, quý tử càng sống ở trong đời này là quý tử càng bị bụi bặm bấy nhiêu à. Tự nghe kẹp không? Tự nghe nghe, đâu giản là quý tử càng sống ở trong đời này quý tử càng bụi bặm bấy nhiêu. Tắm cửa là quý tử nghĩ quay trở lại, tắm cửa 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 lại, tắm cái tên nghe kèm không? Hết ý, rồi tới than, hết than rồi tới lời, hết ý, rồi tới lời, rồi tới than, lãng qua, lãng lại, chung quanh, luôn luôn mọi nạn, không có lòng được. Chứ đâu có. Chỉ khi nào là quý tử hành thiền, thì khi nào quý tử có chánh niệm và tỉnh giác, cứ khi nào quý tử thu hút các căn, thì tử khi nào quý tử cắt đứt những cái phiền não, cột chói, làm cho hành bài, những cái nghiệp báo, thì lúc đó quý tử mới giảm bớt nghiệp lực, giảm bớt được nghiệp lực, chứ không phải là tự hết nghiệp lực giảm à. Ví dụ như bây giờ nó có tự ngàn ba bữa, giờ quý tử ý thức ngàn hai bữa, ngàn một bữa, nên giảm bớt rồi chứ chưa phải là hết à. Tại nó liên tục mà, chưa phải là hết ăn, chưa có một phần nào mà ý thức xong rồi đó mà họ không ăn nữa trong đời này mà họ sống. Cũng như vậy, khi ta biết được nghiệp báo trong đời này với tâm thức mà tạo ra thì họ chỉ biết giảm, chứ họ không thể nào chấm dứt cái nghiệp báo, bởi cái tâm thức họ cắt đứt thì không thể tạo ra được nghiệp nữa. Cái tôi nghe kìa phải không? Không làm được, chỉ giảm thôi. Xưa không học, tạo 1.000 cái một ngày, nay biết hiểu biết, nay tạo 909 cái. Chưa nói thiệt hay bất thiện à? Không, chưa nói cái chuyện chi tiết đó. Không. Chưa học á, chưa hiểu biết 1.000 cái, 1.000 cái nghiệp, giờ biết rồi, tu 999 cái, mừng quá sự mừng, bớt được 1 cái. Mà cái gì mới là quan trọng đấy chứ. Là chưa vô chi tiết, vô chi tiết là xỉu, vô chi tiết là xỉu, làm sao mình tính được cái chi tiết là được, quý tự nghe không, tự tắt ý mà, tắt ý nó tạo ra nữa. Do đó khi quý tử học tới cái này, sư muốn nói quý tử phải cẩn mặt khai môn là mở cửa lộ ngũ, mà nó đoán định lộ ngũ và nó quyết định đưa tới động lực của lộ ngũ đó, thì anh này là anh ý nghiệp của mình đang tái tạo lại rồi đó. Khi tôi phải cẩn thận đó, chứ không có cửa lộ ngũ nào mà nó ra mà không có cái anh ý này tác động trước ra cái thần nghi ngữ. Tôi nghe kìa, chưa nghe. Thưa sư, nếu mình chủ ý thôi, mà mình không có tác ý. Xong có, ý thôi không có tác ý sao được. Ừ, nếu mình ý mình không có tác ý, tức là mình nhận thức được cái chuyện đó. Khó lắm, không có tác ý. Chỉ có tâm ngủ phần là kia là ngủ rồi. Mở mắt là có tác ý à. Nó còn sật cái trước cái ý nữa. Ý nó mới mất. Điều đó là tác ý cho nó cũng ngủ ngủ là một phần. Ý của lỗi chứ phải ý của lỗi. Mà ngủ không có cảnh đó. Tác ý của lỗi. Mà ngủ không có cảnh mơ đó là cái cảnh đó là làm gì nữa đó. Tác ý để mở cửa ra. Mở cửa ra cái đầu. Khi mà quý tử học về lộ trình tâm á, thì qua chương tư á, cái tư học về lộ trình tâm nó vi tế cái luồng tư tưởng của tâm thức của chúng sanh á, tôi vừa thấy Đức Phật ngày tuyệt vời lắm. Ngày chia sẻ, ngày phân tích cái tâm thức của mình kinh khiếp lắm. Mà tới hôm nay
Và tâm lý học hiện đại trên thế giới là chưa có giải đáp được những cái sự chia sẻ ngài từng sát ra tâm như vậy trên một cái hội thống tư tưởng như vậy đó, một lộ trình tâm nghe như vậy đó, thì quý tử sẽ thấy nó kỳ thú lạ lùng với cái tâm thức của con người mình đó, mà chính xác rất là hợp lý, chứ không phải là một cái chính xác mà mơ ảo huyền thoại đâu, mà rõ ràng như vậy đó. Không có cái gì mà không qua được cái tâm của mình hết ta, quý tử sẽ thấy đó. Không có cái gì mà không qua được cái tâm của mình. Thầy sư có thể hỏi nữa là ý bên nghĩa là mình có cái tác ý nhưng mà không có hành động thì mình đâu có cái ý nghĩa tạo thì sản sinh nó đó, mình có thể là ý nhớ thôi, rồi chưa cái thế giới, người ta có dám làm được ý giới không? Làm được ý giới là ngọt đó, số một đó. Còn sư thì sư không dám nói sư chỉ ý giới, còn sư ý thức giới khó mà khó lắm. Người ta nghe kẹp mà. Quý tử thấy nhà của người ta xây á, không phải động lực vô đó, động lực vô là có cái thép mà nhà tham xây, đâu có dừng lại ý giới đâu, xe mình chạy ngang mấy nhà nó cứ kỳ ghê, nhà của người ta mà, quý tử ý giới hay ý thức giới? Ý thức giới, ý thức giới, ý thức giới, nghe không? Quý tử đang chạy xe trên lộ trình xe, cái luồng xe đang chạy. Mà xe là trước mới phải thôi, chạy cứ ghê, chạy mà chậm chớm chết. Người ta chạy mà đang đem phân biệt rồi. Cái ý giới, ý thức giới. Ý giới là không nói à. Ý thức vẫn. Ý giới là không nói, nó muốn làm theo nào nó chạy xong chạy. Mình cứ nhắm mắt được chừng theo đó thôi à. Nhưng mà cứ tự ý thức vô một cái, cứ nói ra lời đó, qua khỏi ý giới rồi. Chị nghe. Thì hằng ngày mình phải xác lên, do đó nó khó lắm. Làm sao chỉ có chánh niệm tỉnh giác, chứ còn sự tu tập nhắm mắt mà gọi là thúc thủ lại đó, không phải là ý giới. Nhắm mắt nhớ mở miệng. Mà rất là bi thể lắm mới đạt được đó, chứ không phải là dễ ai cũng có. Khó lắm. Thì nào mình tôi định buồn ra sao tôi cười. Kẹp không? Khó lắm. Dễ sợ cái tâm thức của con người, của chúng sanh mình lắm. Thì mình thấy phải cẩn thận đó, càng học đó, nên quý tử sư muốn nói quý tử đó, sư chỉ mong rằng quý tử càng nghe càng học càng hiểu nhiều đó, là quý tử chỉ có một cái ý niệm duy nhất là gì? Cẩn thận hết sức cẩn thận không có nên khinh sức phóng dật, dễ vui quá mà. Tự nghe kệ không? Đó là một cái tu giải thoát đó. Còn mà mình không có muốn tu giải pháp á, mình muốn tu để mình gieo duyên, biết kiếp này biết Phật pháp nghe thôi rồi kiếp sau nghe nữa đó, thì mình tưởng làm sao làm. Còn bây giờ mình tưởng cô tu mình muốn giải pháp đó thì dè dặt lắm, sơ hội thì mình nó được nghiệp báo, sơ hội được xíu là nghiệp quả, nghiệp duyên tả tác độ mình phải chẩn lấy. Ô ngán ngẩm lắm. Nên xin nói với tôi, giống như với tôi còn ở trong cuộc đời này là còn bị mà ô uế, còn phải tắm rửa tẩy xóa thân này, thì tâm thức mình còn phải tẩy xóa thanh lọc cái tâm thức mình như vậy nữa đó. Thì tôi nghe kèm à, không có đơn giản như sư nghe. Thưa sư, khi mà nói nghe thấy như thế đó là chỉ là ý giới thôi, còn mình cố gắng đúng không? Không, mà trên định nghĩa là như vậy không? Đúng rồi, nhưng mà cố gắng là yeah, nhưng mà cô có cần là nghe không? Nghe mà mình nhận thức ra cái tiếng đó là cái tiếng động gì là nó qua ý thức rồi. Rồi. Chứ đâu có thể là nghe. Đâu có cắt được đâu. Nhưng mà khi ngồi thiền. Vậy đó, giờ đó tự nghe cái vụ mà thiền sư với cô lấy đồ đó. Ý giới, ý thức giới. Nhắm mắt là ý giới, ý thức giới. Biết là khổ là tha tâm thông rồi. Cô mà lấy đò mà tính được tám đầu không thiền sư là tha tâm thông chứ không được đâu. Đọc được tâm của thiền sư đó mà. Tự nó tha tâm thông. Đừng là cô đã đắc đạo rồi tha tâm thông nhìn thấy được tự tâm của thiền sư. Quý tử nghe kịp không? Quý tử phải cản, thà
nhớ sức là cẩn thận ha. Rồi xin trở lại, quý tử thấy khi mà quý tử có cái thân này á, là tạo thân nghiệp này đó, thì quý tử thấy nó mới cộng hai nghiệp, ý nghiệp là nghiệp. Nếu quý tử có cái ngưỡng nghiệp này đó thì quý tử quay cộng hai, ý nghiệp là ngưỡng nghiệp. À, không có đơn giản một một cái nghiệp mà ngữ nói lời đâu, phải có ý nghiệp hơn ngữ nghiệp. Tự nhớ vậy đó, được chưa? Rồi khi mà quý tử có thân một cái ngữ này đó, quý tử phải có hai và thành ba. Tự nghe kèm không? Thì có cái ý nghiệp trong đó. Không thể nào nói tôi không biết, tôi không ngờ, tôi không hiểu, tôi không biết sao. Thì đó không thể nói được, tại ý nó có rồi, mà đoán định rồi. Thì đoán định rồi nó mới làm ra mà. Mà đoán định rồi nó còn qua cái phần thẩm tấn nữa. Hồi nãy thẩm tấn là xét trời, xét sôi rồi kiểm tra rồi đó. Đưa qua đoán định, quyết định mà. Quyết định để thực hiện ra động lực đó. Mà nói tôi không biết. Chị không biết. Chị em bắt tôi không biết. Ai biết nè. Không đang nói được cái đó. Mà càng quý tư càng nói tôi không biết thì quý tư làm sao? Thêm một cái ngưỡng điểm. Đối ra cái ngưỡng điểm. Phải tạo thêm. Chừng 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 nhắm nói nó láo. Chừng chừng nói phải em ý nghĩa cái ngưỡng điểm. Có gì? Tôi nghe kẹo không? Còn lời buộc tội đó. Dành cho lương tâm của tâm thế mình quyết định. Nhưng mà không dám nói ra, phải không nào? Nhưng mà quý tử sẽ thấy là mình đang nói câu không biết, cái là ý nghiệp ngữ nghiệp. Càng dẫn chứng ra nữa, ý nghiệp ngữ nghiệp. Đưa thân lời ra, là ý nghiệp ngữ nghiệp thân nghiệp. Để thế, cần nói đi, cần nói đi. Cứ còn có ai nghe rồi, thì nào nói rồi nghe. Thì mình thấy thấy nguyên một cái rừng. Rừng gì? Rừng lưới nhà anh đang chụp, là con nhà anh ở trong cái tổ nhà anh đó, không ra được. Thì tôi nghe kịp không? Tôi thấy có con nhện nó cũng làm cái tơ nhện nhỏ, nhưng có những con nhện nó làm cái tơ nhện rất là to, mà khi mà cái mệnh lưới nhện nó thiệt là to đó, phải đi xa lắm, nó phải đi xa lắm nó mới tới bên kia, mới tới bên nọ, nó bung cái lưới nó ra thiệt lớn, thân nó càng nhỏ lại, thân nó càng nhỏ lại. Thì tôi nghe kịp không? Ý nghĩa là khi mà mình hoạt động nhiều nghiệp báo đó, mình quên mình lại, mình thấy con mình nhỏ xíu. Khi mình thấy mình to đó thì lúc nào mình thu người mình lại, còn mình thấy mình nhỏ quá mình quên mình luôn, mình muốn làm hoài không ai cảnh sát mình, thấy mình nhỏ xíu. Với tôi phải càng thẳng mà như vậy, tôi nghe kiểu mà phải hết sức để ý cái điều đó. Cái con mệnh mà nó đi xa đó, thường đó con nhện nó nhỏ mà nó búng lưới ra nhiều lắm để nó phát triển nó ra. Giờ nó còn nghĩ rằng đó không ai thấy nó nữa. Nó nhỏ mà, cái lưới nó lớn, không ai thấy nó. Nó nghĩ như vậy đó. Ý nghĩa đó mình cũng vậy đó. Ý nghĩa đó mình cũng nghĩ vậy đó. Mình còn nhỏ là vậy đó, không ai thấy mình đó. Mình nghĩ kìa không? Mình thấy không? Mình thấy chuyện cái lương tâm của mình. Thì ý nghĩa của mình bao thì mình theo đuổi mình. Người ta thấy, người ta thấy mình chuyện đó nghiệp báo nghiệp con. Anh là nhỏ người. Thằng ha, nghe chưa? Rồi, hôm nay sư nói cho lại hôm nay. Chúng ta học ba cái loại đó. Thì hai cái là dành thành tu xài được. Là tâm khai ngũ môn và tâm khai môn. Còn cái tâm thứ ba là tâm tiểu sinh á. Thì chỉ dành bậc A-la-hán. Mà những cái gọi là tâm duy tác. Là những cái tâm đó nó không có phiền não. Nó không có phiền não. Khai ngũ môn nó không có phiền não. Khai môn nó không phiền não. Quý tử nghe kẹp không? Tâm chúng sinh không có phiền não. Mình phải nhớ rõ như vậy đó. Ngoài ra, những tâm khác đều để sanh lên những phiền não. Sau khi nó tâm nó biết đón nhận cảnh đó, đối tượng đó, là nó có phiền não tại đó, dính mắc tại đó, hay là tạo tác quả báo đó, nó có những đó. Thì chúng ta phải thấy. Được chưa? Còn chúng ta học qua cái phần mà gọi tâm duy tác. Quý tử muốn có một cái là tâm duy tác này đó, thì chúng ta sẽ thấy nó có những trường hợp nào chúng ta có được gọi tâm duy tác này. Những tâm gọi là duy tác đó là những cái tâm mà chúng ta nói là chỉ tạo tác hành động thôi, mà nó không để lại hậu quả của hành động của họ đã tạo. Thì chúng ta làm sao chúng ta có được cái đó? Thì tôi nghe kịp ha, thì tôi phải thấy cái điều đó. Chứ những cái tâm mà gọi là duy tác đó mà của bậc thánh nhân, đúng không nè, ta gọi là bậc vô sinh mới có, đúng không nè, tâm duy tác bậc thánh nhân
mà muốn có được cái này á, đầu tiên chính họ, họ phải diệt thành kiến, và thứ hai họ phải diệt ngã mạn. Hai cái này là mạnh nhất trong cái con người mà họ chỉ muốn làm và không để lại kết quả quan trọng hay là, thì họ phải diệt thành kiến là sơ, còn ngã mạn là tứ, nghe chưa? Thì sơ quả là tứ quả, nghe chưa? Và khi mà họ muốn được mà diệt thân kiến và ngã mạn này thì đầu tiên của họ đó là họ phải diệt cái trạng thái vô minh và ái dục, hai cái này. Và khi mà mình nói tới hai cái này á, lên tới góc độ tứ quả mới hết được, được chưa? Vậy thì ở đây thì ta nói tới thân kiến, thân kiến ta còn vô minh không? Ta diệt thân kiến ta còn vô minh không? Còn. Thân kiến diệt nhưng mà vô minh còn, còn ái dục như thường. Tôi nghe kẹp ha. Do đó đó, ở cho khi mà ta nói tới bậc tâm duy tác vô sinh, bậc là tâm duy tác nguyên vô sinh đó, thì hai cái này đã cắt, mà chính họ cũng cắt luôn những cái này của nó đó nè, mới được. Trong đời sống hàng ngày ta làm được cái tâm đó hay không? Ta làm được nếu ta tu tập, được chưa? Thì khi người ta tu tập á, thì mỗi một action, một cái hành động của mình, đúng không? Mỗi một cái hành động của mình á, thì mình thấy nó hai ý nghĩa. Đầu tiên á, là chúng ta làm với cái trạng thái vô mình, hay chúng ta làm với cái trạng thái dính mắt. Ta phải coi cái đó, ái lý cái đó, khi ta làm hành động mỗi ngày. Vì thì khi tâm mà ta tu tập á, mà chúng ta làm bởi cái vô mình, thì không có gì ta rồi đó. Mà tâm ta tu tập á, đang tu tập á, mà ta làm bởi một cái dục á, thì ta không có gì ta rồi đó. Thế thì đang kịp không? Vậy thì muốn được cái này thì tu tập này thì phải có cái gì? Tác ý hồn theo mới ra được di tác phàm phu, chưa có đó là thánh nhân nha. Người ta phàm phu rồi đó, người ta đang là tác ý hồn theo. Từng bước của tác ý hồn theo này á, là chúng ta đang tạo cái chủng tử của duy tác phàm phu để đi tới thánh nhân mới có, chứ không phải đơn giản tôi muốn có là có liền đâu. Mở cửa hôm nay, mở cửa. Chưa vậy, chưa, chúng ta phải làm theo từng bước, chúng ta phải đi từng bước chứ đâu có phải là chúng ta nhảy cầu từ cao lên được đâu, phải không nào? Rồi như vậy thì khi mà chúng ta có tác ý khôn khéo, đã có khôn thì có khéo thì có khôn, những cái tác ý đó tác động như cái ý nghiệp này, không nào? Những tác ý đó nó tác động như ý nghiệp này, luôn tôi phải nhớ là gì nhá, không có thiếu sự suy nghĩ, không có cái trạng thái tôi ta trong đó dính mắc trong chỗ đó, thì tôi đang có một cái gì thánh hiện của một phàm phu chưa tác đạo quả thánh thôi. Nhưng tôi đang có cái trạng thái chủng tử của gì ta, hiểu không? Hiểu chưa? À chưa, nếu tôi làm được điều đó, tôi có được cái chủng tử đó, thì cái chủng tử đó nó không mắc, từ đó nó hình thành lên cái hạt giống đó, nó lớn dần lên. Nhưng mà lớn dần lên đó, mà nếu chúng ta không có để tới nó mà nuôi dưỡng đó đó, thì hạt giống này nó sẽ có khi nó bị ung thúi hay là bị mục gã, rồi không có dùng tên nó mắc. Cấp đi. Anh nuôi ngày, nuôi đêm. Bật đèn lên cho, bật đèn lên cho ăn. Nó gọi là tu. Tu tập. Nuôi ngày, nuôi đêm. Quê hiểu không? Quý thầy hiểu không? Hiểu rồi. Hay quá. Xà tu, xà tu. Chứ không để nào nhấp nha nhấp nhữ đèn nước bóng luôn à. Đèn mà nhấp nháp những đèn nước bóng à, chết sớm kịp chưa rồi ha. Rồi tôi thấy từ từ nha. Rồi cái tác ý khôn khéo này á, có rồi đó, người ta có tác ý khôn khéo này, quý tử thấy không nè, thấy đúng không? Người ta cái khôn khéo rồi đó, thì quý tử phải có cái này á, với cái này á phải có ý thức nhận thức. Thế nào mình ta nói ý thức giới này nè, phải không nè? Bên góc độ bên này nè, người ta có tu tập á, người ta phải cái tác ý khôn khéo.
để mà chúng ta có di tác phạm vô để tránh xa, để dính vô cái vô mình phải dùng trong khi mọi hành động của mình đang làm ra, phải không nào? Thì ở đây chúng ta có cái ý thức giới trong cái nhận thức, thấy cái này đó với cái này đó, thì chúng ta phải có cái tỉnh giác, phải không nào? Mà cái tỉnh giác này á không có đơn thuần à, tỉnh giác này là loại vô si tỉnh giác. Có vô si tỉnh giác, ta có bốn loại tỉnh giác là không nè, thì có bốn loại tỉnh giác không? Đúng rồi, đúng rồi. Em hữu lý, thích nghi, thông hành và vô si, ta phải nhớ à. Ở đây mỗi một cái hành động gì đó mà quý tử còn để nó hữu lý là quý tử mất cái cơ hội quý tử thoát khỏi vô mình, còn cái hữu lý là quý tử còn căn chiếm, thích nghi quý tử còn dính trong cái ngã mạn, thông hành là quý tử còn vô minh dần ngã mạn. Chỉ có cái trạng thái vô si tỉnh giác nó ra khỏi vô minh vậy. Quý tử phải cẩn thận đứng với góc độ đó, quý tử mới tách ra được cái trạng thái hữu lý. À, tôi thấy cái này thấy hợp lý, tôi mới làm được. Thằng kia tỉnh giác mà, nhưng quý tử có cái này tôi thấy hợp lý, tôi có thể làm được. Tôi dính vào thằng kia đi. Cái này nó thuộc về thường giác, nó liên tục kháng kích liên tục. Cái tôi nghe kìa không? Nghe nè, sư nói với tự nghe thế này nha. Sau khi học xong đó, sư nói với tự này, quý Phật tử trước khi ra về phụ mấy anh em để dọn dẹp lớp học cho ra về, cho nên vui vẻ mọi người cùng bếp sắp tay, xin sắp xếp một tay phụ nhau. Quý tử nói chứ dạ làm được, dạ làm được, phải không? Tôi trả lời dạ làm được. Lúc đó quý tử là gì? Hữu lý, tỉnh giác, có thành kiến đó, tôi là không phải Chatila đó, có được nhưng mà không hành nó còn, còn cái cuối cùng là vô si. Khánh à, rồi cái tự biết sắp đặt cái ghế này vô chỗ kia, cái bàn này vô chỗ nọ là thích nghi tỉnh giác, à, nhá mà, tôi làm hết sức hay, không hành, hiểu không? Thì mình phải cẩn thận, phải có cái vốn vô si tỉnh giác, đừng rớt vào trong cái trạng thái hữu lý, đừng rớt trong cái trạng thái thích nghi, và mỗi việc phải xong xuyên suốt qua một cách vui vẻ rộn trọn vẹn của mình tắt ý là thông hành tỉnh giác, từ từ rớt bắt cái vô si tỉnh giác của mình đang làm với tắt ý khôn khéo vô si tỉnh giác sẽ nghe. Ủa nhưng mà cái vô si tỉnh giác nếu có nó cũng hiện bài ra ba cái kia vậy, sao nhìn ba cái kia mà mình biết mình có nó cái kia, nó không bị cột, nhưng mà có, nhưng mà trong mỗi trường hợp cái kia nó cũng phải hiện bài, nhưng mà không thể nào đánh giá qua ba cái kia mà coi có vô si hay không, cái đó làm sao mà được. Rồi quý tử làm thế không nè, tự làm thế không nè, rồi ba cái kia nó cột của mình á, rồi vũ lý thôi nè, thích nghi, thông hành, thông hành vô si, đúng không? Ba cái này thủ lý nè, thiện hạnh, thiện công đức, ba lần mà đẹp này là xài là nè, không được xài này, không được là xài thông hành, thông hành công đức, cười ra phải cười ra cái này. Ba là mạng. Tác ý đó là tác ý gì? Tác ý khôn khéo trong năng lực tu tập. Đang là di tác phạm vô. Gieo chủng tử. Gieo chủng tử thôi. Hết chưa? Chu nai
thưa sư, vậy cái thông hành nó còn nhất chẩn thuộc ngã mạng hay thân kiến không sư? Tại vì hai cái trên cái ngã mạng thân kiến rồi thông hành vẫn còn. Thông hành tôi làm khéo lắm, không ai làm mà. Dạ. Xưa nay quý Phật tử có nhiều chủng tử di tác hợp phù không? Chưa có. Dùng bát hiểu không? Hiểu chưa? Mới có loại phật phu này. Tôi nghe đó là người từng nghe cái trường hợp đó. Bữa nào người từng nghe được không? Thế nhưng người tử không có cái chủng tử nhiều di tác phật phu thì tử không có di tác phật thánh. Không có chỗ không có hạt, thì nó có chấm, không có cái cây chỗ thì mình đón nhận được. Không có vốn, không có hạt, thì không có gieo giống thì mọi người lấy cái kết quả được. Nếu tôi phải là với cái nền tảng đó, và cái nền tảng đó nó đưa tự đi tới, tới cái tắc cái cục khéo này, chúng ta đang tu tập hành động này để gì? Diệt vô minh và ái dục, chứ không hành động này để đón nhận cái quả báo, được hưởng quả phước báo trong đời. Thì chúng ta sẽ bị ở lại trong cái gì? Thành kiến, nghe mạng, hay là ở trong cái trạng thái gì? Vô minh và ái dục trong mọi hoạt hành động chúng ta đang làm, thăng là lợi ý. Quý tử nghe cảm thẳng à, được chưa? Như vậy thì quý tử thấy có cần để mà không mỗi buổi mà ta học xong rồi ta còn nhắc nhau không? Quý tử bây giờ nhớ dọn dẹp bàn ghế lại phụ nhau đi, có cần nhắc nữa không? Thỉnh thoảng nữa chứ. Hiểu không? Quý tử hiểu không? Quý tử thiệt cái đó không? Quý tử khi mà còn nhắc á, là quý tử chưa có chủng tử di tác. Khi mà quý tử biết đó, việc mình làm nên làm đó, thì quý tử chỉ làm những hành động di tác chứ không có cần cần nhắc. Vô dẫn hoạt động hoàn quái. Dẫn vô. Quý tử thấy đổ hoàn tập. Khi mà tu tập đó, khi mà quý tử tu tập có cần người ta nhắc không? Khi mà tự giác ngộ giải pháp, người ta có cần mình nhắc không? Giác ngộ giải pháp cũng cần người ta nhắc nè. Không lạ hả? Cái này sẽ mới nghe bữa nay à. Con thấy chuyện. Đức Hoàng Sĩ Đạt Ta khi mà tên đất đạo vải cũng cần... Có nhiều lá chuông nè. Có nhiều giác những lá chuông. Đó, quý tử thấy không? Mình không có gì ta. Phạm phú thì không có di tác thánh nhân, là lúc nào mình cũng còn trạng thái gì hữu lý thích nghi và thông hành chúng ta mới có vô si. Còn nếu không chịu qua cái trạng thái đó thì không có con đường nào ra hết. Thì thế thì ta không có chủng tử, mà chúng ta nhờ cái chủng tử người khác làm, hay nhờ cái di tác của người khác làm để cho mình có, mình theo đó mình hưởng, đó là thiện công đức mà thôi. Mấy tôi nghe cảm tàng ha, nghe chưa? Rồi trở lại, người ta cần nhắc nữa không? Quá thầy, khó thì khó liền, không liền à. Chúng ta có chủng tử di tác phạm phu chưa? Khó. Nó chập liền, nó chập liền. Vì vậy thì khi chúng ta muốn cái di tác phạm phu, chúng ta muốn được cái di tác phạm phu, thì quý tử trở lại là gì? Là cái gì chúng ta có cái di tác phạm phu? Là một cách mái, mái mâm. Một cách mau lẹ không nè, mình không có cái trạng thái nhận thức tối tà trong đầy không nè. Ở đây chúng ta làm theo bát ba la mật để làm theo cái hạnh nguyện giải thoát, chúng ta làm lẹ trong trạng thái tối tà còn nghĩ suy cường đáng suy nghĩ này, làm nhiều từ thôi, nhiều báo ý sức lắm, cũ lắm, đáng từ từ ta làm nhiều mình làm ít, ta làm mình làm nhiều mình làm, họ làm ít, mình so sánh đó là kẹt với này. Cái tôi nghe kèm không? Thì lúc bây giờ quý tử làm được cái này làm để mà có tác động, hành động mà thôi, chứ không để là trong cái trạng thái lời khen điều hay, được hưởng quả phước, đón nhận được nhiều sự là làm, ai cũng biết mình đang làm hết. Ở nơi đây nhất trong này cũng có ai hơn. Hiểu không? Tôi sẽ cảm thầm duy tác phạm thì quý tử mới bài chị tác thánh nhân. Còn nếu quý tử không có, quý tử chỉ có làm việc thiện thông thường công đức để hưởng nhân thiên, được chưa? Đang nghĩ chút xíu chào tiếp. Sao?
Cái phần đó đó thì quý vị sẽ thấy đó, mà thường thường á mình làm việc gì đó mình luôn luôn có cái tác nhân, mà lúc lâu nào mình có cái tác nhân đó là nhân tạo tác đó, là cái tác nhân đó nó sẽ làm cho chúng ta có mãnh lực tạo tác nghiệp. Tuy rằng chúng ta đang làm với một cái ma lâm mặt, chúng ta cũng cái tác nhân đó là tác nhân vào cầu giải thoát, thì tôi cũng phải cẩn thận cái đó, những cái đó đó quý vị không khéo đâu, người ta đứng ở trên tôi một lần ranh giới giữa giữa bên đây là hệ thế, bên đây là siêu thế, không có thể nào mà chúng ta vi tế để cho ta thấy được cái điều đó hết sức là vi tế. Bên đây đó là ranh giới của hệ thế, bên đây là ranh giới của hệ siêu thế. Ở cái đó đứng cái chân đó, người tự phải khó tác nhân sáng suốt, chính cái đó ta gọi là vô vô si. Tôi nghe kịp mà, chính cái vô si đó là khi ta làm một cái hành động gì đừng có si mê, phải không nào? Phải có sáng suốt và họ biết. Và khi mà chúng ta làm được điều đó đó, chúng ta phải gạn lọc lại những gì, một cái chi kiến, một cái kiến thức, một cái kiến chấp, những cái sự suy nghĩ của mình được gắn bó tại đó, quyết định theo đó làm, cái đó là mình bị si mê. Các bạn nghe kịp không? Chính những cái điều kiện đó mà con người chúng ta không thể nào làm được, bởi với cái trạng thái đó là một cái thói quen, chi thức, kiến chấp. Tại nơi đó chúng ta đang bị một cái thái hóa quen hay là một cái mảnh lực nghiệp đang tạo ra mà mình nghĩ rằng mình đang làm một việc gọi là ba lần mặt. Thế thì phải cẩn thận nữa đó, hãy sức là cẩn thận. Nói vậy thì giữa hai cái đó ta là Bồ Tát. Khi ta là một Bồ Tát, quý Phật tử có ý thức giác ngộ, mà trên con đường cầu được giác ngộ và giải thoát đó, là quý Phật tử đã là Bồ Tát rồi, không có chấp nghe cái từ ngữ đó, quý Phật tử đừng có ngại. Có những người ta nghĩ là Bồ Tát á, là những gì đó là phải cái gì là cao siêu để mà người ta đi tới xa vời, tới trạng thái ngoài tầm tay với, mà con người chúng ta không thể làm được đó. Chỉ dành cho một khác biệt, một nhóm người nào đó họ mới làm được đó. Không có. Ý thức giác ngộ, ý thức thức tỉnh, ý thức sự giải thoát là đến đó ta đang làm một vị Bồ Tát. Chữ Bồ Thí Sát Tá mà Đức Phật này nói rõ ra là giác hữu tình, là chúng sanh có ý thức giác ngộ mong cầu được giải thoát là người đó là Bồ Tát. Chứ Bồ Tát nó không có cái là cái một danh từ để mà định nghĩa một cá nhân, nhưng Bồ Tát đó để mình nói rõ là gì, hành động của một chúng sanh có sự ý thức giác ngộ, chứ không có một danh từ để định nghĩa một cá nhân nào cả. Cái tự nghe kịp không? Do đó đó có nhục số người ta suy nghĩ đó là chữ Bồ Tát là dành một cá nhân người nào đó, hay một đối tượng nào đó, một chúng sanh nào đó có tính chất siêu phàm hơn cái trạng thái như cái trạng thái người ta đang có khả năng người ta đang làm được. Cái tôi nghe kẹp không? Cái tôi đang có đang thấy thế này. Cái tôi có một lòng thương người, cái tôi có một lòng thương người mà thấy chúng sanh đang lầm than đau khổ, cái tôi đang muốn lên cái trạng thái thương người đó giúp chúng sanh đang không bị đau khổ lầm than đó. Tôi đang có ý thức như gì? Bồ Tát. Nghe có đang có một ý thức Bồ Tát. Mà Bồ Tát này nó là cứu khổ của nạn, dù những chúng sanh đang bị đau khổ, làm than, đang cầu sự cứu cứu. Quý tử đang làm ý thức Bồ Tát. Quý tử nghe kẹt không? Một con chó bị ra ngoài đường, bị xe nó cán, gãy hai chân, nó què quặt, nó đang nằm lên ra. Quý tử ẩm nó vô, săn sóc, băng bó, và quý tử săn sóc, lo lắng cho nó. Quý tử đang làm trạng thái Bồ Tát. Quý tử đang làm hành động Bồ Tát. Chứ không có gì gọi là xa xôi, dịu dợi của một đối tượng nào đến, quý tư không làm được điều đó, không có được, quý tư đang làm được. Vậy thì ở giữa cái trạng thái đó đó, nó, cái sư muốn nói là chúng ta có làm được một ý niệm của chữ Bồ Tát đó, thì quý tư bắt đầu đi tới một cái hướng đi nữa. Thì tới hôm nay chúng ta đi tới đó, xưa nay chúng ta làm theo một cái ý nghĩa là mình biết, còn hôm nay ta làm theo ý nghĩa là gì? Mình không còn muốn để có, thì cái này đi nghĩa khác. Cái tôi làm theo cái trạng thái người ta biết, người ta làm cái trạng thái không cần biết để có nữa, người ta làm theo ý nghĩa đó, người ta làm. Như thế thì chúng ta làm biết đó, như trên này, làm những cái gì người ta biết đó, người ta làm hết. Chúng ta làm những cái gì người ta biết, làm hết. Vô thí, trì giới, tâm thiện, cung kính, phụng thiện, trong thập thiện người ta làm được hết. Trong cái trạng thái người ta biết, người ta làm đó, người ta đang làm, người ta trạng thái việc tạo cái phước báo. Nên đó là thập phước hành tâm. Đa sát kia nhá của nhà có thú là thập của bệnh tâm. Đầu tư làm 10 cái điều đó, đầu tư có nhiều phước báo. Phước báo đó phước báo gì? Nhân à, cái đó là cái hàng vấn đề nữa. Phước báo gì? Phước báo nhân thiên, phước báo giải thoát.
đâu có hạn chế trong cái chữ phước báo đâu. Đúng rồi. Mà đâu có nói ranh giới của phước báo ở một độ nào đâu. Đa sát kia giáp của nhau thuốc định nghĩa chỉ nói là nhân sanh ra phước báo hay là con đường tạo ra phước báo, chứ họ không nói phước báo gì cả. Trong từ ngữ Đức Phật thì nói rõ như vậy, không có nói rõ là đó là phước báo của nhân tiên hay phước báo giải thoát. Tại y tại nào đó, người ta bắt người ta đó. Vậy thì khi chúng ta nói đến nhân sanh ra phước báo, chúng ta đã biết 10 con đường đó. Nhưng người ta ý ta muốn có phước báo loại gì? Người ta đã biết 3 loại phước báo rồi. Người, trời và giải thoát. Thì chúng ta phải nắm cái ý nghĩa đó. Từ đó ta gọi là tác ý. Vô si tỉnh giác. Trên cái kia là hiểu không? Tác ý vô si tỉnh giác. Trước khi ta hành động, đang gọi là tu tập tạo ra hành động mình. Phải cảm rằng là như vậy đó. Phải chưa? Như vậy thì khi ta bố thí, khi ta bố thí, ta có 3 là bố thí. Ta có là 3 là bố thí. Phải không nào? Bố thí những cái gì trong ta, bố thí gì ngoài ta, và bố thí cái gì cao thượng, cao quý. Phải không nào? Bố thí gì trong ta, ta có ta cho ra. Đó là cái chừng có một cái bố thí. Bố thí cái gì ngoài ra, ta có, ta cho ra. Cái đó là loại bố thứ hai. Bố thí gì mà cao quý là quý tử thấy. Bố thí 3 loại như vậy đó là 3 bậc thượng, phải không nào? Trung hạ. Bố gì trong ta, ngoài ta thì bố gì cao quý. Thì trong ta, ngoài ta là quý tử cao quý. Là quý tử bị hài cái trường hợp đó làm trung tử suy nghĩ. Bố thí gì trong ta làm cho ta vui, thích. Bố thí ngoài ta là người ta được khen ngợi, ta đang tán tụng. Bố thí mà chúng ta ngoài ra 2 cái đó thì là bố thí cao thượng, cao quý. Phải chưa? Hiểu với thức bài cảm thật. Hồi xưa chúng ta đã nghe 3 cái tự nghĩa không nào? Dị kỷ, dị tha, dị pháp. Chúng ta nghe 3 cái đó rồi. Dị kỷ, dị tha, dị pháp. Đó là từ bài nhớ như này đó. Những cái đó là những cái là trạng thái là vô si tỉnh giác đó. Chứ còn mà vị kỷ hay là vị tha, quý tử có tỉnh giác trong việc làm thiện đó, quý tử không làm việc bất thiện đó, quý tử có sự sáng suốt trong chánh niệm đó, quý biết làm việc thiện đó đó, quý tử có sẽ có thể là gì? Hữu lý, thích nghi và thông hành tỉnh giác. Không có làm trong cái trạng thái bất thiện là hữu lý, thích nghi và thông hành rồi đó. Nhưng quý tử không có trong một si á, là quý tử hết ở trong trạng thái một là vị kỷ, hai vị tha, trong quý tử đang làm việc thiện đó. Trong như tôi đang làm việc thiện đó. Hiểu chưa? Hãy cẩn thận ha. Thôi, chúng ta đi qua tới cái góc độ đó, chúng ta nhận thức điều đó rồi đó. Thì chúng ta đi tiếp. Này, sư muốn hôm nay chúng ta học về cái gì? Di tác. Chúng ta đang học về di tác. Thì quý tử phải khai thác cái chữ di tác này. Đúng không nào? Rồi, chúng ta đi tới cái trạng thái di tác này á. Là quý tử coi cái chữ di tác và chuyển hành động thôi. Di tác chỉ duy nhất hành động thôi, chúng ta biết rồi. Như vậy thì duy nhất hành động bởi một cái tác ý tác động. Duy nhất hành động bởi một tác ý tác động. Không thuần trong tôi, không thuần trong ta, không thuần trong người, không trình cho ai cả. Chỉ có là gì? Pháp mà thôi. Không vì cho tôi, không vì cho người. Ta làm được điều này, ta có gì ta? Không vì cho tôi, không vì cho người, tôi chỉ làm việc pháp. Việc pháp mà tôi làm thôi. Để tôi về nước pháp. Thì ta làm thôi. Tôi đứng cái kẹo không? Không làm gì khác đó. Thì đó tôi làm. Mà cái đó ai biết được? Chính người mình biết. Từ nó đâu? Tâm đón định. Ra ý môn. Từ nó đâu? Từ nó ý giới. Đi quay thức giới. Thì quý tử phải khai thác điểm đó là lớn nhất. Quý tử nghe kịp chưa? Phải chưa? Nên tứ bộ chú giải, trong bộ chú giải lớn
mà giải thích trong cái lời dạy của Đức Phật thì nói Đức Phật Ngài là toàn tri diệu giác, biết hết tất cả mọi việc trên thế gian này. Thì Đức Phật nói trong con người chúng ta có một vị Phật toàn tri diệu giác, đó là tâm khai hiển muôn. Được chưa? Phật đã thành, Phật chưa thành, Ngài đã nói là Ngài thành. Mình khai thác tâm khai hiển muôn, mình Phật sẽ thành. Khai mồm. Khai mồm. Phải khai mồm. Nắm được cái đó chưa? Nghe chưa? Phải khẳng thẳng. Khai đứng luôn ha. Khai cái đứng luôn. Nghe chưa? Đến Đức Phật nói Ngài là Phật còn chi gì khác. Ngài biết được hết tất cả. Trong mọi chúng sanh, trong con người chúng ta cũng có một vị Phật toàn tri diệu giác là tâm khai ý muốn. Khai thác được điều đó, tác ý tâm đó, lỗi môn chúng ta hiểu, lỗi ngũ môn ta hiểu, tác ý tại đó ta làm cho người, cho tôi hay gì Pháp. Bây giờ nghe kìa mà, nên lúc tâm khai môn này được. Và chúng ta không có thôi coi qua, bỏ qua một cái cơ hội, một viên ngọc quý nhất của con người chúng ta mở cái tâm khai môn mình được. Ta mở cửa lộ nào cũng phải khai môn hết á. Lộ cửa lộ ý cũng phải khai môn. Lộ cửa động lực của khai ngũ môn, của tâm lộ ngũ môn cũng phải anh khai môn, mở cửa cho tâm động lực của khai môn làm việc. Khoảng là lộ ngũ môn làm việc. Thì anh đó mà chúng ta làm chặt một cái đó là hư hết cả hai, ý môn và ngũ môn. Giác hay là mê, tỉnh hay là mê, tại nơi anh khai khai mồm. Mà anh làm đó bởi cái gì? Duy tác. Mà người ta làm được không? Duy tác phàm phu. Duy tác phàm phàm phu, chưa đó là thánh đâu. Dạ đúng. Là quý tư ga được là thánh tại nơi đó. Khai thác được chưa? Khai thác được chưa? Nắm được ha. Nhớ càng thật. Chúng ta đọc thoáng qua một cách uổng lắm. Chúng ta hiểu qua một cách rất là sơ sài đó, phí lắm. Chúng ta phải khai thác cái ý môn của mình. Khai môn là mình chỉ cái ý rất là quan trọng. Nó mở được lỗ ngũ, nó mở được lỗ ý, nó tạo ra nghiệp của ngũ môn, tạo luôn nghiệp của ý môn. Anh khai môn giác hay là không giác, tỉnh hay gọi là mê, tại nên khai một. Giác ngộ là duy tác phàm phu, còn không á là chúng ta ở trong tàn đi phàm phu tục tử. Nhớ chưa? Tôi nhớ mà, tôi hiểu ha. Xin nhắc lên tôi kịp không? Hay là tôi đang đứng ở giữa trời đất bao la và không hiểu gì cả. Giữa trời đất bao la không hiểu gì cả. Tôi phải càng tàn khai môn là mở cửa lộ ngũ tâm động lực. Khai môn mở cửa lộ ý cũng phải tâm động lực. Cái tôi học qua lộ trình tâm mà lộ ý môn á, là khai môn xong là tâm động lực liền, nên đâu có qua tiếp sau thành tác. Mà khi tôi học lộ của môn tâm động lực, tâm đóng định xong đó là qua tâm động lực liền. Tâm động lực có bởi tâm toán định. Đóng định là gì? Khai môn. Nó đứng trước cửa ngõ của mọi cái dòng tâm thức động lực cả. Mà mình đặt sai cái vị trí ở đó, hay đánh giá thích kém vị trí đó, hay không ta dung bồi vi tác phạm vô nơi ta đó đó, tâm khai môn làm cái hành động phạm vô tục tử liền. Tính cái kia không? Chờ xin nghe. Thưa sư, là con người bình thường thì ai cũng có một cái có lúc thì tâm sáng ha, mình nghĩ đúng rồi mình nghĩ mình cái tâm mình rất là có tâm thiện. Mà đôi khi mình nghĩ cái situation cái
cái environment nó khác. Dạ. Rồi. Khi mà nó khác á, thì là tự nhiên cái tâm nghĩ, tâm thiền của mình nó không có trỗi dậy ngay lập tức. Thì có một thời gian, ví dụ như là mình nghĩ lại, mình suy nghĩ lại, mình thấy là mình không nên nghĩ như vậy, không nên như vậy. Thì lúc đó thì cái mình có làm gia nghiệp không? Tức là làm không ấy? Làm rồi. Không có ý rồi. Nhưng mà cái ý mình thực hiện lại thì sao? Nghĩ dừng lại và tạo cái nghiệp mới. À, là tức là cũng tạo nghiệp và bất thiện và anh sẽ nói sẽ hiểu rồi. Cái nghiệp cũ mình đã làm rồi, mình nhớ lại thì mình có cái trạng thái hối tiếc hay hối hận hay là buồn lo, chuyện cái đó bỏ qua một bên đi, nhớ lại là tốt rồi đó, nghĩ lại là hối hận là tốt rồi đó, thức tỉnh rồi đó, giác ngộ rồi đó, hiểu biết rồi đó, trừ cãi rồi đó là tốt rồi đó. Nhưng mà đừng để nó chi phối mình nữa. Ta gọi là câu sanh nghiệp chứ không làm gì thành nghiệp nữa. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, sống hiện tại đó. Quý tôi đừng có lo. Với góc độ đó là quý tôi đang làm cái gì? Làm gì pháp. Còn nếu mà tôi nói quá khứ và quý tôi truy tầm, quý tôi tôi trong quá khứ mà tôi ở trong vị lai, tôi không có sống trong pháp. Tôi đánh mất cái pháp đang hiện tại mà cần phải nắm bắt, chứ không phải là tôi có mặt trong đó. Quý tôi phải nhớ, tôi cần phải nắm pháp, chứ không phải tôi cần có mà tôi có trong pháp đó. Hai cái đó khác. Khi cái việc thiện nó đến, quý tôi thấy cái việc thiện này quý tôi phải làm, chứ quý tôi đừng nói để mà tôi phải làm. Thì quý tôi ra khỏi pháp tôi mà chỉ quý tôi có thuyết pháp mà thôi. Như nãy sẽ nói quý tôi không cần phải nhắc. Tại vì khi nhắc đó là có tôi trong đó. Còn quý tôi thấy pháp mà. Đúng là pháp làm điền à. Pháp làm điền à. Thì cái đó là pháp chứ đâu phải tôi. Mà không phải nhiều người nữa. Đúng. Rồi xong rồi. Là duy tác hàng phú với tác khai môn, mở cửa động lực của ngũ môn hay là ý môn. Cũng như vậy đó, chúng ta ra được cái chuyện di tác, khai thác được cái đó, tính cái đó, có chủng tử cái đó, thì cứ tưởng trong cái động lực đó đó, cứ tưởng đang là pháp chứ không phải tồi tài trong người đó. Từ ta tiếp tục đẩy cái dòng chủng tử đó rơi qua cái góc độ của một di tác đi tiếp nữa, chứ cứ tưởng không có cái trạng thái để mình đón nhận nữa, ra khỏi tưởng họ ở lại đó thì cứ tưởng ở là chúng ta hưởng kẹt ở trong đó. Vì đó mới tự phải cản tàn. Rồi, xương đắp đầu sẽ đưa xuống cho tự thấy cái lộ trình tâm một chút. Chúng ta phải có một cái niệm trước cái đó. Rồi, cái này mà chúng ta đã học tuần quen rồi không nè. Để khi sau sư sẽ mang bản đồ xuống cho tự coi chút chiếc bản đồ lộ trình tâm. Thì tự thấy cái này là sư đập cái này là lộ ngũ môn trước đi ha. Lộ ngũ môn trước. Sư tự đập cái này trước đi ha. Rồi cái này là tâm khai ngũ môn đúng không? Khai ngũ môn. Đúng không? Rồi bây giờ chúng ta đặt đây là tâm. Rồi là ví dụ như ta đặt là tâm nhãn thức. Được chưa? Rồi cái này là tâm. Tiếp theo tâm thanh tán. Phải không nào? Rồi tâm đóng định. Rồi tâm nóng lực. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì ta có tâm nóng lực. Rồi ở tâm đóng định đây nè là tâm khai ý môn. Chưa? Cái này là ngũ môn đó. Lộ ngũ môn đó, tâm đóng định đây nè, là cái này là tâm khai môn nè. Tâm khai môn đây nè. Nó nằm ở chỗ ngay cái cửa ngõ vô động lực. Nằm ngay cái cửa ngõ vô động lực. Để nó quyết định cái động lực này làm theo cái sự suy nghĩ quyết định của nó xong rồi nó đưa qua nó. Động lực làm theo đó đó. Chứ nghe kẹp ha. Rồi chứ cái cô thư ký hay là cô y tá mà cầm vô đưa bác sĩ nói đó, nó bị bệnh này nè, thì bác sĩ cứ theo cái hồ sơ đâu, tự bác sĩ làm mà. Ông bác sĩ đó đâu có đi theo cái bệnh nhân nữa. Tại vì sao? Khi mà đã đi kiểm tra xét soi đủ thứ các những cái phòng vệ sinh này có hết rồi đó. Thử máu có nè, thử tiểu có nè, thử miếng có nè, thử hết tất cả hết rồi đó.
Dạ bác sĩ vô coi cái hồ sơ đấy thôi à. Bác sĩ đâu có con ngựa đó đâu đó. Anh á, cái đó là anh đó mà anh đưa vô cái này tốt quá mình theo à. Anh nó đưa vô cái này chặt á, bác sĩ làm theo vào đó luôn à. Lấy cứ cẩn thận nha. Chẳng hạn họ khi mà lấy máu của người khác, đưa hồ sơ của người khác đưa vô đây, hồ sơ máu của người đó đưa qua hồ sơ của mình, đưa bác sĩ không biết không? Bác sĩ đi theo của mình á, đi theo hồ sơ, kêu theo người. Tôi thấy cái đó là pháp, không có cái gì khác. Rồi, nếu mới tưởng qua cái tôi lỗi môn, tôi tưởng qua lỗi môn, khai môn. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, động lực. Không có chờ ra chút thâu thử tắt. Đó là ý môn. Khai môn, vô động lực liền. Không có tiếp thâu thành tắt, không định gì hết. Vô trực tiếp liền à. Khai môn mở cửa xong rồi ý môn nó hiện bài liền. Ý tư chế đắp vô tập động lực bắt liền. Thì ở hai cái cửa ngõ này phải là khai môn nè. Hai cửa ngõ động lực. Khai môn hết. Nên Đức Phật nói, nhà chú giải nói, có người chúng ta có thì toàn chi dự giác bởi tâm khai, khai môn. Không có tiếp thâu bản thân. Không, đâu có chờ. Vô thẳng với pháp luôn mà. Tâm khai môn bắt vô động lực liền mà, đâu cần đợi tiếp thâu tâm tắc không định nữa đâu. Quý vị tự bởi, nhận xét đó. Mà khi mình nhận xét được đó, mình phải có ý thức đó. Gọi là ý thức giới. Nắm bắt lại đó. Vì thì ở đây quý tự sẽ ta ý thức giới. Biết rồi. Tỉnh giác rõ rồi. Ta lời lời nào? Hiểu chưa? Ta còn phải đi trở lại là hữu lý không? Ta còn có cần phải lại là thích nghi nữa không? Hay ta cần phải coi lại cái này là phải là thông hành không? Nên cho chạy ra đâu? Hay chúng ta chỉ đi tới một cái gì? Vô si cắt đi những cái gì mà chúng ta đã bị dướng mắt từ những gì tôi người. Dưới mắt trong tối tâm người. Quý tư nghe kẹp à. Cái sự giác ngộ của con người mình nó có đúng là anh nội. Tôi có nên đi tiếp không hay là đợi ý kiến của anh? Tôi có cầu giải thoát không? Nếu như anh cho tôi ý kiến thì tôi sẽ đi giải thoát. Quý tư có cần phải hỏi đó không? Cái chữ giác ngộ, cái sự giải thoát nó không có cho ý kiến, phải đi tiếp và mình mới có trạng thái hiểu biết. Để ý biết đó, lúc đó mình phải biết quyết định là gì. Lúc đó với tôi chỉ ngừng lại một chút là to trong đó, chờ ý kiến là người trong đó, không có thấy cái trạng thái pháp mà chúng ta cần là bắt nó. Và rồi tôi nghe kìa xin đây không nè, qua cái lộ trình tâm đó thì quý vị sẽ thấy cái chức năng khai môn rất là quan trọng. Mình đứng ở hai cửa ngõ đều là động lực cả, mà hai cái cửa ngõ động lực đó là tạo tác nghiệp cả. Vậy thì nghiệp nào chúng ta đang nói, thân nào chúng ta đang có, lưỡi lời nói nào chúng ta đang hiện bày, đều cẩn thận bởi cái khai cái môn đưa tới tất cả đó. Khai môn đưa lên tất cả đó. Quý vị nghe kẹp ha. Rồi từ đó đó nên Đức Phật đó nghiệp chính mình tạo ra, chính đó là tài sản của mình, chính đó là nơi nương tựa của mình, chính đó là thân bằng thân quý của mình, cho ai cả. Nghiệp, thân bằng thân thuộc là đó, tài sản đó, nương tựa của mình tại nơi đó, không có nương tựa đâu cả và không nhờ cả ai cả. Vậy thì những cái đó đó mình gọi là gì? Hãy biết nhận lãnh lấy trách nhiệm trong từ mỗi suy nghĩ và hành động của mình. Hãy biết nhận lấy trách nhiệm trong từng mỗi hành động, suy nghĩ của mình. Tôi nghe kịp ha. Đó đó, thì cái lúc đó cái tự giác ngộ rồi đó. Lúc đó cái tự là tỉnh giác rồi đó. Lúc đó cái tự có hiểu cái chật vô si tỉnh giác tại nơi đó rồi đó. Kịp chưa? Kịp chưa? Rồi, trên đây xin muốn nói cái điểm chỗ lộ trình tâm đó. Trước khi vô động lực
anh khai mồm. Trước khi vô động lực, anh khai mồm, lộ ngủ hay lộ ý. Hai cái cửa đó đều quan trọng cả. Mà chính cái tại điểm đó, chúng ta càng phải suy nghĩ là gì? Khai mồm là ở đâu? Khai mồm như thế nào? Khai mồm trong ta, và nó là duy tác phản phu. Mà nó duy tác phản phu bởi cái gì? Duy tác phản phu vô nhân. Là nó là gì? Dù ham, dù sang, dù si. Không ham, không sang, không si. Hẳn nè, rồi. Giả sư nói, mình nghe thấy nó rất cười đó. Mình nghe thấy, mình luận nghe đó, mình mới thấy nó rất cười đó. Khi ta nói cái duy tác này là duy tác vô nhân phải không nè? Hồi nãy quý vị đọc rồi. Duy tác vô nhân là không ham, không sang, không si. Và vô ham, vô sang, vô si quý vị có rồi phải không nè? Mà không có nhân tương ưng, có nhân sinh nó ra thôi phải không nè? Như vậy thì ở nơi khai ý môn đó là tâm duy tác mà ta có, là quả duy tác phạm phu ta có đó. Mà tại sao vô động lực này ta có tham, có sân, có si? Hay là ta có vô tham, vô sân, vô si? Tại sao vậy? Nó muốn có một sắc nè. Nó là duy tác phạm phu, mà vô đây là động lực tạo ra nghiệp. Là có tham, có sân, có si, vô tham, sân, có si, nhân tương ưng liền đó. Còn đây là vô nhân, đây là nhân tương ưng. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Mà nó còn nói ra nữa, đây là hiện nghiệp, đây là hậu nghiệp, đây là hậu hậu báo nghiệp. Nó còn ra cho mình thấy nữa đó. Mà anh này là trước cửa ngõ là vô nhân rồi. Vô nhân. Mà kế sau là hữu nhân. Nó có cách nhau có quan hệ nào đâu. Cái đó là một môn. Nó đi cũng vậy nói môn đúng không nè. Rồi, câu hỏi đặt ra, câu trả lời tôi trả lời được chưa? Do khai ý môn. Hả? Do khai ý môn. Khai môn rồi, đây là vô duy tác mà. Duy tác môn nhân mà. Cái duy tác môn nhân. Nhưng mà tới động lực này tại sao là hữu nhân? Tại sao đây là hữu nhân? Ý thức cái chứ, thằng có tài nên mà ý thức giới. Không phải. Quý tử nghe kịp không? Rồi, giờ sư nói nghe, giờ sư nói một thí dụ, tôi trả lời cho sư được nha. Con đứa bé nó vừa sinh ra đời, hẳn là vừa sinh ra đời, là cha mẹ bỏ nó vô trong chùa liền. Từ ở trong chùa nó học trong chùa, nó lớn ở trong chùa, ở trong chùa với các quý thầy, quý tư, quý ni, quý cô đó. Nó không có gì tiếp xúc ngoài đời. Phải không nè? Nó trong chùa, khuôn viên của chùa thôi, tụng kinh, ăn cơm, nó cúi trong chùa hết á. Học hành trong chùa luôn. Rồi nó ra ngoài đường, ngoài bốn chút à. Nó chở vô, cái nó bắt đầu nó sân si, nó chửi thầy, chửi tụng, hay là nó nói ra xấu á. Là tại sao vậy? Cái nghiệp và... cuộc đời nó trong chùa. Vì duyên, duyên. Mà nó vừa đi ra ngoài đường, chút xíu nó vô, nó bắt đầu nó nói xấu, nó bậy, nó chửi thầy, hay là nói... Và hành động nó khác liền. Là tại sao vậy? Mãnh lực duyên và nghiệp. Các duyên và các nghiệp. Hả? Mãnh lực duyên. Mãnh lực gì thông quả hả? Mãnh lực duyên. Nguyên từ ấy chưa? Câu câu nói thấy không? Ông thầy đâu có dạy, ông sư đâu có dạy, mấy ni cô đâu có dạy. Nó từ nhỏ nó lột ra là nó trong chùa rồi đó. Lúc đời nó không có đụng ai trên mà vừa đi ra chút xíu và trở vô bắt đầu nó ra cái tính của mình mà đào liền. Và nó đem cái chính nó trong chùa là liền. Thì đem ở đâu đâu? Cần đi. Hả? Ông này xấu quá hả? Thường cần đi. Mãnh lực duyên của bên ngoài. Mãnh lực duyên mà. Ngư tự lại thấy sao nè? Đó, ví dụ cái tự thấy không? Con của con nữ nuôi từ nhỏ tới tới lớn á. Giờ nó mới vừa vô trường học, cái nó đầu nó gà cái tính của nó. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Ủa người trời đó. Thường cần y không? Hả? Thường cần y. Cái đó, quý tử đặt câu hỏi đó, quý tử ra được cái chuyện của quý tử. Quý tử đặt ra được câu hỏi đó, quý tử ra được câu hỏi đó. Giờ thì quý tử có câu trả lời liền. Sư đã từng hỏi như vậy đó. Một cái tâm duy tác vô nhân, mà kế bên một tâm động lực hữu nhân. Nó không có khoảng hở sắc nè. Nó liền khích nhau vậy đó. Cái tưởng nghe kèm không? Vậy xin nghe. Con nghĩ đó là có thể là do cái mãnh lực duyên mà đi ảnh hưởng bởi cái vị thời nghiệp của mình không sư? Hả? Cái là cái mãnh lực duyên do cái ảnh hưởng của vị thời nghiệp nó. Không phải. Sư trình bày của tôi thấy nó kinh khiếp lắm.
Quý tử nếu quý tử nhìn ra quý tử thấy kinh khiếp lắm. Là khi quý tử làm việc hàng ngày đó, quý tử có bị thất niệm không? Quý tử làm việc hàng ngày quý tử có bị thất niệm không? Còn khi quý tử có tỉnh, có mê không? Có biết, có không biết không? Đó đó, cái này là đang trạng thái biết mê. À đúng rồi. Nếu nó tạo ra thì sao? Rồi chia rồi như vậy thì ở đây nó mình nói theo đó, nói đó nó có theo đó. Ở đây chưa tạo nghiệp bám nè, ở đây có nghiệp và bám nè. Vậy thì nghiệp duyên làm cho mình làm ra nghiệp báo cho lại. Rồi nhé, bánh được duyên mà mình phải gọi là nghiệp duyên đúng hơn. Nghiệp duyên làm cho mình ra nghiệp thì nó tổng quát lại là đó là nghiệp duyên. Như vậy thì ở tại đây khi mà tự biết nó có nghiệp duyên mà nó lôi với tự trở lại thì được, tự đang trở lại cái gì? Tôi như người. Thưa sư, nghiệp duyên đó có phải là dị thời nghiệp không sư? Dị thời nghiệp. Dị thời nghiệp. Còn hỏi nữa. Đâu có phải là câu sự nghiệp đâu. Tôi và người. Thấy chưa? Trước mắt á là con người của mình hay là pháp? Khi mà nó trong chùa á, nó là pháp không à? Nó ra ngoài nó là có tôi. Nó đem cái chuyện nó vô trong chùa mình lại. Người dạy nó. Chắc nó phải bị ảnh hưởng. Chứ con người bị ảnh hưởng. Mới ra chở vô liền nó không được hả? Ra đâu hả? Sẽ nói ví dụ mà con nào nói rồi. Tất nhiên là mất chánh niệm thì bị nghiệp kéo lại nha. Kiếp mình rồi. Nó đau lại thì như đó đó, ở đây là mình bị dính cái chỗ này nè. Bây giờ này quý tự dính chỗ này nè. Quý tự không có đứng lại được ở đây. Quý tự đi vô trong cái mạch lực nghiệp duyên của tôi. Thì quý tự trở lại gì? Thành kiến, nhớ bạn, vô minh. Ấy giờ mắt cái chữ duy tác phàm phu vô nhân của mình. Cái tự trở là gì? Tâm, động lực, hữu nhân, tạo tác, nghiệp bạo. Nghe chưa? Rồi, khi mà tôi ngồi thiền, khi tôi ngồi thiền, pháp nó đến. Pháp nó đến. Lúc bây giờ, quý tử nhìn thấy pháp, mà quý tử thấy pháp đó, của pháp, thì quý tử sẽ đi tiếp từ duy tác và phù của tâm khai môn, mở cửa động lực đi tiếp bắt đầu. Còn nếu như quý tử đứng tại đây đó, quý tử đang suy nghĩ pháp này, hay quý tử bị dao động bởi pháp này, chẳng hạn như là tên nhất mô đào, thì quý tử bị theo cái tên nhất mô đào, quý tử không thấy được vô thường, không vô ngã. Quý tử không thấy pháp, quý tử thấy tôi đó, thấy người mà trong đó. Động lực hữu nhân. Động lực là hữu nhân rồi. Hiểu sẽ nói không? Thật chưa? Khi quý tử ngồi thiền, hay quý tử đang đi thiền tọa, hay là quý tử đang đi thiền hành, quý tử phải cảm nhận khi nó đến, cái pháp nó đến á, đó không phải là người, không phải tôi, không phải ta, không phải là gì cả, chỉ là pháp thường thôi. Vô thường không phải có tôi đâu, vô thường không phải có người đâu, là chỉ là pháp thôi. Nhưng quý tử nói cái này là có tôi thì lúc đó quý tử không thấy được pháp vô thường. Đây là xin trình bày quý tử nghe kịp nha. Nên là quý tử chưa cho quý tử biết ra quý tử mới thấy được nè. Quý tử đang bình thường đúng không? Bình thường. Rồi đi tới tê. Bình thường này là tôi đang thấy tôi bình thường. Tê này tôi đang thấy tôi đang bị tê. Dưới giai đoạn này là gì? Vô thường. Có tôi không? Nghe chưa? Cứ tôi đi ngang hay đi xuống? Đi xuống. Cứ tôi đi xuống gà động lực. Cứ tôi đi ngang đi thay bàn. I see. Hay quá. Mình mới niệm thôi, xong mình đi tiếp. Không nhìn thấy nó. Nếu mình nhìn thấy nó là nó mắc chưa rồi. Rồi đi xuống rồi. Mình mới thấy cái
Không biết thì sẽ đi nghe. Sư phụ không biết sao sẽ đi nghe. Sẽ chỉ giết ra thôi mà. Sẽ đâu có đi nghe đi xuống đâu. Sẽ chỉ giết ra thôi. Sẽ đang dễ trên bảng thôi. Sẽ đâu có hiểu không? Quý tư nghe kèo không? Quý tư đang thấy bình thường này đó. Quý tư đang thấy cái tâm quý tư đang thấy bình thường ha. Đang ngồi thấy êm ái, thấm thợp, khỏe ha. Mà thấy nó tê xuống đó. Thì quý tư đang đi xuống à. Chứ quý tư không thấy cái sự vô thường nó đang bắt. Hiện ra. Thứ sư tức là khi mà mình bắt đầu mình nó chuyển qua tê là mình biết nó vô thường rồi, tức là mình nhận biết được cái thực tính của nó rồi. Yeah. Lúc đó thì là mình phải dẹp đi và bỏ đi theo pháp thôi, không theo người, tìm về tay. Phải không? Chế pháp mà về tay chứ. Vì là ở đây. Ở đây, theo pháp về tay, theo người ở đây. Pháp về tay. Thấy phương cực lạc đó. Cái kiểu đó. Nó đổi. Chưa. Để cái này chưa. Cái này là di tác. Cái này là di tác. Nó đến một cách máy móc. Nó đến một cách máy móc. Nó không để tạo tác của báo. Mà mình chỉ nhận thức thấy thức tỉnh đó thôi, cho nên để tạo tác quả báo là đâu. Vô thường nó đâu có để tạo tác quả báo. Cái tê nó tạo tác quả báo mình. Khó chịu, sân si, giận hờn, tức tối là quả báo của ngày hành trình tê là không kiểm soát cái tâm. Còn vô thường nó không để một cái quả báo. Pháp không để quả báo. Đó là di tác. Mà mình không bắt lấy cái pháp để mình có di tác. Thì thế thì mình có tổng lực của cái trạng thái ngũ nhân. Vô thường. Không có nhìn lại mình. Đổi. Nếu mà nhìn lại mình đó là nó dắt mình theo. Đúng rồi. Thấy chưa? Thấy được chưa? Thấy. Tôi thấy cái tê. Là tôi bắt đầu nhìn thấy cái tôi. Tôi. Còn tôi nó đâu có dừng lại cho tôi. Nó bắt đầu đi tới nó gì? Nhất. Đào. Nhất thì tôi đâu có dừng đâu. Đào. Vô thường. Vô thường đó. Ở giữa là vô thường. Nó đổi. Kệ nó. Thế thì người ấy muốn. Đừng có chết. Còn chưa? Nhìn tới. Còn chưa hiểu không? Thì lúc bây giờ quý tự không có nhìn cái pháp bởi khải môn. Mà quý tự muốn hành động theo của mình lợi động lực. Quý tự không có nhìn cái pháp của khải môn thấy. Mà quý tự muốn hành động của động lực quý tự tạo ra cái nghiệp báo của mình, mình mang theo. Mình hưởng. Hiểu chưa? Thấy Đức Phật mà không theo Đức Phật thì mình đi theo cái con người của mình. Nên Đức Phật có nói Như Lai là toàn chi hiểu giác, mỗi chúng sanh đều có Phật giác ở trong con người của chính chúng sanh là tâm khai một. Mà mình đâu có nhìn đấy. Mình đang có nghe sư giảng. Ngày nào tôi cũng bị nghe là bữa nào mới nói, mấy người chứ không chịu nói. Đúng rồi đó, có người đồng ý nữa. Có người đồng ý nữa. Tội nghiệp quá, sư đứng trước cửa nhà đau thương xin đổ hết gì giáo họ. Quý tự thấy đúng không? Quý tự thấy, nhìn thấy không nè? Quý tự đâu có dừng lại được. Nếu mà tôi dừng lại được là nó tiếp à. Nhưng mà tôi đi ngang này nó không đi tiếp. Quý tự, nếu mà tôi bỏ quý tự mà tôi đi theo Đức Phật đó, thì tôi đâu có tạo nghiệp của con người mình hết. Đi theo Đức Phật đó, thì đâu có tạo ra nghiệp của người mình hết. Còn nếu như mà mình thấy Đức Phật, mình dừng lại Đức Phật, mình đi theo nghiệp của mình, thì mình gây nghiệp của mình. Thật không có gì theo mình thôi. Phật không có gì đi theo mình thôi. Đã có khai thôi là Phật của mình rồi. Còn Phật không có gì theo mình thôi. Nghe thấy đau lòng không? Mà tôi nghĩ là Phật không có gì đi theo mình.
trời ơi, sẽ đau khổ. Nó thì tiêu thì hồi chưa tới giờ rồi, có cuối cùng là bạn không có để xem mình hả? Mình phải đánh vỡ cái mình ra để mình đi theo bạn chứ. Thật là đau, thật của mình. Đi theo sao vậy chứ? Tôi nói còn nữa. Hết tôi cho tới người. Hết tôi cho tới người. Quý sư bữa nay thì hốt khai môn chứ. Mà đứng trước ngưỡng cửa này mà tôi không khai sáng được cái điểm này đó. Mất giá trị của một sự giác ngộ của mình tại nơi đó. Rồi giác nghĩ không à? Giác ngộ thì có gì. Giác ngộ không có gì. Không nói vậy đó. Quý tôi nghe kịp chưa? Quý tôi đi ngang á. Thì tôi thấy pháp. Còn quý tôi nhìn xuống á, tôi ta liền. Rồi. Tôi ta người. Mà nó đâu có chân ngừng đâu. Hết cái này nó ra cái kia. Quý tử thấy không? Quý tử ăn được một buổi trưa này đó. Rồi quý tử nghĩ tới buổi chiều. Mà ăn được buổi ngày hôm nay quý tử phải nghỉ ăn ngày mai nữa. Quý tử không ăn nữa. Ngừng. Cái bắt đầu nó nói cho ổ sao kỳ vậy. Bắt đầu nó ra cái pháp. Chứ không có thấy con người mình đang muốn đòi hỏi tiếp tục. Mong muốn cái gì mà nó đang đòi hỏi. Nó ra cái pháp. Mà quý tử không thấy cái đó là cái pháp. Quý tử là chiều nó đó, quý tử theo cái chiều của nó đang dần dần hồi. Nên Đức Phật này nó gọi là gì? Luân hồi chuyển xoay. Mình không có vẽ được cái vòng tròn này được. Cái vòng tròn nó khép kín. Luân hồi chuyển xoay, quý tử vẽ nó được. Thì nó cắt ngang. Là quý tử không có đi tròn, mà quý tử đi đường bình thẳng. Tại vì cái vòng tròn đó, quý tử vẽ ra thì nó ra nằm ngang. Thẳng. Giờ đi ngang đi xuống nữa. Sư vẽ để cho quý tử thấy, cho quý tử đi ra đường nó đi ngang. Không nha, không đi xuống nha. Dạ, chút xíu nó ngang ra được. Có xuống cầu thang, chút xíu lên cầu thang, nó đi ngang, không đi xuống. Này là sư vẽ để cho quý tử nhận thấy. Chứ trời ơi, chết rồi. Không có phần theo tôi cũng được. Quý tử nghe kia không? Để thương mình ha. Hãy thương mà. Hãy thương. Thưa thứ sư, cái tâm đó khi mà mình thiền đó thì lúc mà nó khi mà mình thiền đó thì cái tình trạng như là tê mới lại mình nhận thức được tê nhức đau đó thì tức là mình chữa giai đoạn trước mình làm sao để, dạ. Thấy được pháp và giữa thấy được pháp giữa giai đoạn trước làm sao pháp giữa giai đoạn trước làm sao pháp bắt cái pháp nhìn tiếp. Tức là cái thọ khi mà mình để ý thấy thọ tưởng hình thức đó, thì mình thọ đã thấy rất tê xong rồi thức thì giữa đó là cái tâm mình để đâu đó. À tức là ngay thức đi theo pháp chứ không phải thức đi theo tưởng. Cảm ơn sư. Yeah, nắm được ha. Dạ nắm. Thức đi theo pháp nhưng mà thức đi theo tưởng cái giác đi qua hành ở đó cái thức lầm lẫn ở trong cái tưởng nhà cho nên thức theo pháp thức tỉnh. Được chưa? Yeah. Ta nghĩ ra đây. Thưa sư, trước khi nghỉ con xin hỏi cái câu hỏi về cái lộ trình tâm đó sư. Sư quên rồi. Con lại sư. Dạ, thưa sư, tôi nói là ngay cái chỗ mà cái khay ý môn đó à. Là sau đó là nó sẽ là có một cái tâm động lực mà có thể là hữu nhân. Thì làm sao mình làm một cái tâm động lực vô nhân? Nếu mình làm một cái tâm động lực vô nhân là... Động lực có rồi mà sao còn hỏi từ động lực vô nhân? Đó, đó cái động lực vô nhân. Thì sư nói cho Leo nãy con không có nghe đó. Khi mà con bắt được cảnh rõ đó thì không phải ra động lực liền à. Còn không rõ thì nó trở lại vô hữu. Uống phần thì có làm sao là để cho nó trả dỗ phần được ra tâm động lực. À vậy tất nhiên là chuyện từ cái ý môn tới là tới giờ ngồi thiền tới giờ ngồi thiền nói ngành hả tới giờ ngồi thiền rồi không có nói sao nghe thì con thấy con cái thân con nó có vẻ con là nghiêng tới trước ha đổ người xuống yeah. tức là nó có phải cái đó là làm tăng lên cơn đau hay là tự mình không có cái mà cơn đau của mình tới đó cái thân của mình nó nương theo đó làm giảm bớt cơn đau hơn là đối diện với nó
chứ không có làm tăng thành chuyện đau. Ví dụ như quý tử thấy có nhiều người hành giả đó, có nhiều vị thiền sinh đó, họ ngồi đó, chút xíu họ đau quá đó, họ nghiêng qua bên, họ nghiêng qua bên như này, để cho nó nhẹ bớt đi, họ nghĩ là nghiêng qua bên đây đó thì bên đây nó bớt nặng á, thì họ sẽ nhẹ bớt đau, tại vì họ bị đau bên đây. Nhưng mà họ càng nghiêng bên đây á thì chút xíu đó cái này nó nhẹ thì nó hơn đau, nhưng mà chút này cái này nó đau. Do đó đó, trạng thái mình đổi quan nghi, mình nghiêng ngã quan nghi, mình không giữ được cái quan nghi mình đó, là mình chỉ chiều ý nó để cho giảm bớt, cho không có tăng thêm, không có tăng thêm. Nhưng mà nó sẽ cộng lại cái hai cái kia đó, vô qua cái quan nghi đó mình ta đã chuyển, nó sẽ cộng lại chứ đâu có trừ. Hả? Đó đó, bây giờ mình nói mình giảm bớt cái này, nhưng mà chúng nó cộng lên cái này, còn cái này chút xíu nó cũng trở lại của nó, còn đau nữa thì là mình thêm cái này với cái này, nếu mình không giữ thẳng bằng luôn. Hả? Đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái câu hỏi các quý Phật tử nói cho sư nghe đó, thì sư khó theo cái đó, sư đặt lại câu hỏi đó chứ sư không trả lời. Sư cứ mỗi gần tới giờ, gần tới cuối giờ, còn sao mình biết tới gần cuối giờ? Để nó có lúc này có cái gì nó xảy ra, nói giờ đó là mình theo dõi đó đó, đó mình không chịu thấy cái đó đó là mình bị díu cái đó đó, mình buông cái đó đi, đừng có gần cuối giờ không thấy là sắp tới giờ, thấy từ tê qua tới đau là mình đang đi theo cái chờ đợi đó đó, là nó cho mình thấy à. Nếu mình đừng nói một giờ, bữa nay mình ngồi 6 tiếng đồng hồ không có giờ nào hết á, thì lúc đó thì quốc tử đâu có thấy gần tới cuối giờ đâu. Tâm lý của mình bị tại đó đó, nó làm cho mình khó liền à. Đó, mình phải cẩn thận cái đó nữa đó. Thầy sư nghe. Thưa sư thì còn cái đổi theo anh nghi lại nó chỉ được là con đổi ok bây giờ con ngồi bán kiết già đi cho nó đau sẵn đi. Đau sẵn trước đi. Thì em cho nó đau sẵn cho em cái câu hỏi vô là cái gai rồi. Mình mời đó trước vô mà cho nó sao sẵn đi. Thì con lúc đó con còn không cảm thấy cái sự đau nó lên xuống nữa. Tức là nó cứ đều như vậy thôi. Tức là con cứ liền nhưng mà biết nó đau, biết nó đau. Thì không còn cái độ ngã người. Cái độ lên xuống nữa. Yeah. Thì cái đó có phải là mình làm đúng hay là cái đó đó thì là sư muốn nói, tức là chắc mình không có expect nữa, yeah, không có đếm giờ nữa, không đếm giờ thì cái đó nó trở lại là trạng thái gì, mình ngồi trong cái tiểu quan nghi và cái đại quan nghi. Hồi nãy đó mình ngồi nó chưa có đủ trong cái quan nghi để mình theo dõi nó được đó, cho nên mới đổ ngã mình, tại vì khi mà đại quan nghi là không đổ ngã được rồi đó. Còn cái này mình đã chuẩn bị sẵn đó thì là mình có giữ vị trí đại quan nghi rồi, không đổ ngã nó, mình cứ theo dõi nó, thấy theo thì cái pháp nó bình thường rồi lại. À, nó ra cái đó đi. Nói đó mình phải ngồi tìm một cái quan nghi mà đúng nhất, gọi là đại quan nghi, gọi là kiên cố, quan nghi kiên cố, gọi là đại quan nghi đó. Thì từ đó mình chỉ thấy pháp thôi, chứ mình không phải chuẩn bị lo nữa. Khi mình còn đang tiểu và qua đại đó, mình đang sửa soạn, mình đang đi tới hoàn chỉnh đó, thì lúc nào mình cũng vẫn còn có cái trạng thái nó xen kẽ vô, nó làm mình nào. Còn mình lại lo cái nó nữa, phải giải quyết nó nữa. Thì nên sư muốn Phật tử đó, mình làm cái gì đó, nó đơn giản đó, thì nó dễ hơn. Mình cứ làm cái khó, còn mình chút xíu mình sửa cái khó đó, mình khó quá sao mình sửa được. Ha? Mình ngồi đó như trường hợp đó, như anh xem nói đó, nên mình thôi mình ngồi sẵn đi, mình kéo đại quan nghi. Thì cái chuyện nó đến rồi là pháp thôi. Còn bây giờ mình đang tiểu quan nghi ha, mình ngồi nãy mình ngủ cái già bán già, thì sao bây giờ mình sửa lại tí, nó đang thấy cái này tại gì, mình còn đang đi tìm hiểu nó nữa, còn cái nó mình không cần hiểu, mình đã có sẵn rồi, công thức nó như vậy mình làm đúng vậy, còn cái nó pháp thì bài ra mình giải quyết nó thôi, giải quyết pháp đó thôi, giải quyết pháp thôi, mình không cần phải lo sửa soạn cái nào khác được. Quý vị có nghe kịp không? Đó, thành ra đó những cái pháp hành này đó, những cái pháp tu này đó, chúng ta chỉ tìm qua những cái kinh nghiệm thôi à, chứ thực ra nó không có mắc, không có khó chỗ nào nó thoát đâu, nó nằm như đó à, mà mình không có kinh nghiệm, phải không nè. Thành ra đây giữa cái đó mình cố gắng mình tìm và thực sự mình có kinh nghiệm, mà mình dày dặn kinh nghiệm, mà mình có kiến thức về kinh nghiệm, giải quyết cái gì kinh nghiệm này đó, cái tự trên đi tới. Cứ như nãy sư nói cái cuối cùng đó là khi mà ta nói là từ bình thường đến tê, thì cũng thấy cái tôi với cái tôi này, cứ tự đi ngang qua là thấy pháp vô thường đó,
là quý vị sẽ thấy cái kia là nhân và quả. Cái tê đó, bình thường với tê đó, là quý vị sẽ tìm được cái nào nhân, cái nào là quả, cái nào là sanh, nào là diệt, phổ thông tướng là đó, vô thường đó. Khi mà quý tử bắt vô được cái trọng vô thường đó là quý tử đi tới phổ thông tướng rồi, thì quý tử đâu còn thấy cái sanh nữa, để lúc đó chỉ thấy diệt thôi à, diệt, diệt, diệt thôi à. Đó, mà cái đó là mình đang ở trong cái cục trọ đó, mà cái đó là duy tác không? Duy tác, mà cái đó là duy tác vô nhân không? Duy tác vô nhân, mà đâu có đâu còn tham muốn sân si trong đó nữa, cái đó đi gà luôn, nên sư nói, chữ cửa ngõ duy tác hoàn thu là cái cửa ngõ để mình đi qua duy tác tánh nhân, là từ nơi cái tác ý, vì tác ý của mình là vô si tỉnh giác là mình phải thấy đi tới ga rùa, còn khi không có đi chạm đấy đi xuống tôi nhức vô đau, tôi nhổ tôi tê, không có nữa, mình nhìn thấy vô thường khổ vô ngã, vô thường khổ vô ngã, thấy vô thường đâu có nó tê, vô thường đâu có nó đau, vô thường đâu có nó nhức, tôi nó mỏi, cũng nhưng mà có tôi nhất tôi mỏi tôi đau. Quý vị tưởng nào, bữa trước đó, để phân biệt danh sắc, để phân biệt được nhân quả, để phân biệt được gì sanh diệt, phổ thông tương, rồi tới diệt. Năm bên này thì tới cái đó là tâm khai ấn môn, mà khai ấn môn là cửa giác ngộ nhất, cửa đó là giữa duy tác vô nhân nhất. Cái cửa đó mở vào lộ ngũ lộ ý nhất của tâm động lực tạo ra nghiệp báo hay không, không tạo nghiệp báo. Mình xong rồi, mình chỉ còn cái tiếu sinh mà một nụ cười xuông của bậc A-la-hán thôi. Đúng không? Mà mình không làm tiếu sinh của nụ cười A-la-hán, mình cười cho A-la-hán cười, vậy là còn tôi ta trong đó. Đó, mấy người tự thấy trong lòng. Thầy chia cái đó đọc quý Phật tử sẽ học đó, rồi cái sư pháp nó bài pháp nó như vậy đó, cái bài pháp nó như vậy, khai mô khai vũ mô khai mô tâm chiếu sinh, bài pháp nó như vậy đó. Mình học ba pháp gì tâm, tâm gì ta dụ nhận, nhưng mà sư đưa cái gương kính nhìn của pháp hành vô, cho cái kinh nghiệm như sư bỏ vô, thì tôi sẽ thấy dùng lược liền trong cái bài pháp đó đó cũng là một cái tác ý khôn khéo. Thì cũng vậy, khi mà quý tử biết dùng cái tác ý khôn khéo từ một cái bài pháp đơn thuần ba cái tâm thức đó mà quý tử dùng được đó, thì trong khi quý tử vô pháp hành đó, quý tử cũng dùng cái đó thì nhìn thấy được sự diệt của pháp mà hành nó đang hiện bày. Không có ca, không có cái chỗ nào nó nằm ngay đó, không có đâu chỗ nào đó. Thì xin nghe thưa sư, tất cả các pháp thì sư nói là vô thường, đau vô ngã, thấy cả ba, một trong ba đó, một trong ba thôi, chứ đâu thấy cả ba đâu, anh uống ba mặt mà, anh uống ba mặt làm sao thấy ba mặt được, thấy một mặt nhưng mà nó hai mặt làm sao nó hỗ trợ cho bánh uống ba mặt này, nhớ bữa trước sư nói bánh uống ba mặt đó, mình thấy vô thường á là mình thấy khổ rồi đó, vô ngã rồi đó, mình thấy vô ngã đó, mình thấy đó là khổ rồi đó, vô thường thiệt đó. Mình thấy khổ đó, mình thấy nó vô thường đó, vô ngã đó, không có thoát cái đầu, nó ba cái nó dính chặt đó. Đó, mình thấy mặt này thì ra hai mặt kia. Trong lúc thiền thì làm sao mình thấy khổ được? Cái khác khổ. Đau vậy không? Thấy khổ. Khổ cho cái thằng này mình còn đang cưu mang mà mình chưa qua được nó chứ đâu có hết khổ đâu. Hôm nay là chưa đọc chưa mà. Thưa sư, con nói là khi mà lúc thiền thì mình phải có
tác ý không khéo, cũng như là mình vừa mới vô thiền thì mình đặt cái hướng đi của thiền của mình. Nhưng mà trong lúc thiền mình cũng phải có một cái khái niệm, cái thời gian thiền của mình. Chẳng hạn như hôm nay mình có một tiếng đồng hồ, mặc dù mình không có theo một tiếng đồng hồ, nhưng mà con nhớ thầy sư có dặn đó, là mình chia làm ba giai đoạn. Khi mới đầu mình nhắm cái mục đích của mình, trong lúc thiền thì mình niệm cái kinh nghiệm của mình, và khi mà gần xong đó, thì mình rút tỉa kinh nghiệm để cho kỳ tới. Thì con nghĩ cũng phải có một cái khái niệm, cái thời gian nào đó mình cũng phải có. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là thật sự thưa thầy, thưa sư, con mỗi lần con ngồi thiền có cảm giác tê nhức mỏi đầu. Có nghĩa là một là mình phải ngồi lâu êm. Thành ra là cái đối tượng đó, tê nhức mỏi đầu đối với con thì con không thấy hiện tại. Có nghĩa là mặc dù con đã đổi tư thế mà cũng để coi chỗ đó nó tê mà con không có cảm giác đó. Thành ra cái đối tượng của con nó chỉ lúc đó thì có hơi thở và thôi. Và chú ý và tất cả những cái tập thì đó, thành ra con muốn hỏi sư là mặc dù anh Sơn anh nói là không có trong lúc, nhưng mà con cũng có đặt một cái thời điểm, thành ra con biết gần cuối giờ cũng biết là cái khái niệm sẽ gần tới. Là như vậy, tại vì mình có lẽ là mình tập thiền ngồi quen rồi, thành ra là thưa sư là như vậy con phải ngồi lâu thêm hay là tìm cái đối tượng nào khác để mà tìm được cái như thế nào? Không, đang thấy khổ. Cái điều tối kỵ nhất của cái vị thiền sinh đi vào con đường tu tập là đi tìm cầu, là không bao giờ có, tự nhiên nó tới, đó là cái pháp của nó. Do đó mình nói ví dụ như bây giờ mình ngồi cái tê nhức mỏi đau, giờ mình ngồi thêm nữa để nó có, không có, giờ cũng không có. Lúc đó đó mình mới thấy là sự thật là nó là pháp, chứ không phải là mình quyết định nó để mình có pháp mới được, mới ra được cái ý nghĩa đó. Nó là pháp chứ không phải mình quyết định nó để mình mới có pháp. Đại đức Ananda biết ngày mơ là cái tập tâm tạng và rất càng ngày có vị trí của ngài là bậc a la hán, nhưng mà ngài vẫn còn sơ quả. Nguyên một ngày ở đó ngài đi suốt, ngài đi tìm pháp, ngài đâu có tìm ra, bỏ cuộc, trở về giường ngã người xuống đạo quả liền. Do đó quý Phật tử sẽ thấy những người đó là những người đang bị cái lòng khao khát, họ đi tìm và làm sao họ thấy được. Mà mình đạo quả là hán đó là phải diệt thái dục, năm thường phần kiết sử lần cuối. Nhưng Ananda dẫn đi tìm, nắm pháp 84.000 pháp môn, đọc chính nhất cái tập tâm tạng, ngày mơ là ngài sẽ đọc, phải không nào? Nhưng mà hôm nay ngài chưa thấy diệt được ái dục của ngài, đang đi muốn tìm pháp, là ngài đọc cái tìm nước và con không có, bỏ trở về giường, đi về phòng để ngã xuống nằm. Thì lúc đó pháp nó tới bắt kịp, con không qua luôn rồi đó. Nên quý tử sẽ thấy cái đầu tiên nhất á, nó không có là nó không có. Và khi nó có liền à. Và nó có là quý tử bắt không kịp, lúc đó là đâu đâu mình mới nói. Chứ không có thể nào quý tử ngồi hem hơn tìm được, đó là không phải. Quý tử tới một dòng sông, quý tử nói là nơi đó có con cá hay không có cá cá. Không có, cứ thả câu xuống. Nó có cắn, nó cắn à, nó cắn thôi à. Rồi mình đi. Giờ quý tử ngồi lâu hơn nữa để có cá sao? Không có. Đó là cái đó là chân lý. Nên đồ tối kỵ nhất khi mà hành giả đi tìm, đi ngồi xuống thiền pháp đó là mình ngồi xuống để nhìn thấy những cái gì nó có, chứ không có đi tìm mình cắt cái ái dục nó chứ. Cái đó thứ nhất. Cái thứ hai nữa là giữ trạng thái tỉnh táo, giữ cái vô minh liền, mình coi cái sự sáng suốt của mình thấy vấn đề, thì từ đó nó sẽ đến lặng lẽ nó lên. Có khi bữa nào không có thì mình không cần đi tìm, mà nó có thể nó có, và khi lúc đó mình chuẩn bị chưa, đó là cái quan trọng. Không ai nói được nên câu cá đó là nơi dùng sông nó có cá đâu, thì con cá đâu phải lúc nào cũng nó câu được đâu. Do đó sư cũng nói là từ đó cái điều tối kỵ và quản biết như vậy đó, đừng đi tìm pháp, nó tự đến, nó tự hiện bày, chính mình đã chuẩn bị để mình bắt được đó và mình giác ngộ được đó, hay là mình giữ trì đó, chứng đắc ra đó, danh từ thôi, mà mình phải hành động. Thành ra đó sư cũng nói với tự nghe đó, mình có cơ may, mình duyên. Trong khi quá khứ mình không đánh đập chúng sanh, do đó kiếp này mình ngồi không bị đau nhất mỗi đau.
còn chúng sanh kia đánh đập mỗi chúng sanh, bây giờ họ ngồi bên tay Nhất Nam. Hồi xưa đánh đập chúng sanh quá, bây giờ họ xuống họ bị đau, còn mình ngồi mình may mắn là mình không có, là tại vì mình không có đánh đập chúng sanh trong quá khứ, trong kiếp quá khứ không có nạ chúng sanh, không đánh đập chúng sanh, bây giờ mình ngồi tỉnh bơ. Nhưng cái tâm mình nó có an trú không, tâm mình phóng dật không, lúc đó mình đi tìm cái danh pháp, đâu có phải đi tìm cái sắc pháp không. Nhiều pháp, cái danh pháp nó bắt đầu mình lên, danh pháp lên mình khỏe cái thân người đó, thì bắt đầu sắc pháp yên rồi, bắt đầu danh pháp lên. Lúc đó gì, tham nó lên, sân nó lên, hoài nghi nó lên, phóng dật nó lên, hối hận nó lên, hôn trầm vì miếng nó lên, mình nhìn cái pháp đó cũng là pháp vậy. Còn mình bắt vô, tại sao vừa hôn trầm lại đi đến cái phóng tâm vô thường thiệt, tâm sinh diệt thiệt, mau diễn biến thiệt, sinh diệt quá lẹ thiệt. Phát ra vô trong tâm danh pháp, không phải mình đi tìm cái tên nhất của đau, của một sắc pháp, một chiều hướng đó đâu. Chứ mà tự phải coi hai chiều danh và sắc chứ, phải không nào? Mình coi cả hai bên đó, là mình nắm bắt được nè. Cách nào cái tự cũng tìm ra được hết đó, chứ không phải cái tự đòi hỏi nó có mà ý muốn có đâu. Cái tự nghe kìa không? Quan trọng nhất là mình đủ kiến thức để mình giải quyết được, là mình mừng. Còn kiểu nó không sao, không sao. Một vị võ, dạ võ, cứ đi ra được, tôi không thấy ai đánh lộn tôi hết trơn. Tôi không thấy ai đánh tôi hết trơn. Tôi đi tìm người ta đánh tôi nha. Đâu có đó. Nhưng mà cái hay là lúc nào người nào mà đánh mình đó, mình biết giải quyết được hay không đó. Chứ còn bây giờ mình cứ đi. Anh ra đánh tôi không? Tôi đang đi tìm nè. Ồ, cái đó là quá tội cho mình đấy rồi. Không có. Sống bình nhiên, sống tự nhiên, bình thản. Ta, nhưng giải quyết một cái rụp sầm. Còn không là mình bỏ chạy. Thằng mắt. Rồi. Cái tự nhiên thấy cái điều đó. Thời cơ nó đến có một lần, một sát na, ngay phút hiện tại, bắt được, lúc đó là đạo quả. Thế nên không có cho đi gặp ra là hai lần đâu. Nên đối tự sẽ sư nói với tự cái đó là cũng là một kinh nghiệm. Không có tìm ra thèm dạ. Không có tìm thanh dài. Mà thế nào là già cho mình biết tìm ra được nó? Ai cho mình cái thời gian nào là già để mà tìm được nó? Nó có cho mình biết cái thời gian nào nó đến không? Và nó cho mình biết thời gian nào là gọi là dài, mình thấy nhẫn nại chờ nó đi, nó sẽ tới cho mình. Gọi điện thoại, báo cho quý Phật tử biết, chừng nửa tiếng nữa sẽ tới. Quý Phật tử ngồi nửa tiếng nó tới đâu? Cũng chưa biết nữa, accident. Còn nửa tiếng không có, quý Phật tử ngồi nói sao? Ồ, mày nó lao, nó tới. Nhưng mà nửa tiếng nó bị accident đâu rồi. Vô thường. Nó gọi điện thoại, nó báo trước rồi, nó nói nửa tiếng nó sẽ tới đó. Bữa tôi ngồi nửa tiếng đó tôi đợi ra, lúc tôi đợi Pháp, hay bữa tôi đang đợi người. Bữa tôi sẽ đợi người chứ bữa tôi đâu đợi Pháp. Còn người nó đến đó là Pháp nó đến đó. Bữa tôi sẽ thấy rõ rồi đó. Nên quý tử phải cẩn thận cái đó. Quý tử toàn đi tôi đợi người không à. Quý tử không phải đợi Pháp. Nên quý tử không về tay được. Tôi còn ở đây rồi. Chứ nói không về tay là còn ở đây. Là xin nghe. Sư, cảm ơn sư. Dạ. Sư dạy biết thì con cũng phải nhập tâm. Làm hoài cái phải tới rồi. Dạ. Con vô đầu con ngồi. Khi con cũng thấy bình thường, không có gì quậy con. Không có gì quậy. Một lát đi, cái tâm của con có nghĩ chạy ra, nghĩ cái thằng nhỏ đau cho tôi rồi cũng được, mình ngồi thiền trở vô, kéo cái tâm trở vô. Tôi ngồi bình yên được một lát, cái thấy nhức thái dạng, nhức quá trời nhức. Mà tôi thường nhức thái dạng có hết, tôi nghe con đâu có nhìn con đấy. Không, nhức rồi nhức. Niệm nhất hả. Thường đó là niệm hai lần, con niệm bốn năm lần nó sưng nó hết. Người ta nói niệm hai lần mà con niệm hai lần nó cùng niệm tới bốn năm lần thì nó hết luôn. Mà con mai là con niệm cho nó hết chứ còn sưng niệm không hết. Dạ con niệm nó hết, con niệm dai cho nó hai lần. Sưng còn ôm nó đó, dạ. Nó là niệm hai lần mà hết, mà con thấy niệm hai lần hết thì con niệm tới. Con niệm tới là nó hết. Con bốn lần nó sưng ra, con ra nó sưng sáu lần chưa ra rồi. Dạ. Còn bốn năm lần là nó hết, thấy rõ ràng nó đi luôn, không thấy đau nữa.
Vậy là con đúng rồi. Đúng rồi, chỉ là con đang cái tâm cầu cái đó. Con không, không, không. Con bị nó đau thì con có niệm, mà niệm không hết thì con niệm tới vậy thôi. Niệm tới luôn. Niệm tới cho hết luôn. Vậy chứ không phải là hai lần đâu, không hai lần, có khi không hết rồi sư. Vậy là muốn cho nó hết rồi. Không phải là có khi ta biểu mình niệm hai lần cũng hết rồi. Đó, còn lại nó dễ, dễ bắt vô chính lắm. Mà mình chính vô trong cái dục này. Đó là ác rồi. Không có. Chỉ phải làm sao thương đau mà niệm cho hết đau chứ làm sao vậy? Thế đâu phải đau. Không phải đau. Phải làm nó. Thế đâu không? Phải làm đau thì phải niệm cho làm sao đau. Thế chứ chưa chưa ta là ác được đâu. Dạ. Con muốn phải đau. Rồi, định chưa? Nó phát dễ chàng. Cao niệm á. Em có thể thấy nghe liền à. Nó cái đâu chạy dòng của gió đó, nó chết mắt mình vậy đó. Thấy, thấy, thấy thương mình không? Thấy thương mình lắm. Thấy thương mình cho sẽ nghe. Thì thưa sư, thường thường con thiền ở nhà đó thì con có gặp hai cái trạng thái. Thì là một trạng thái là con vô một cái tình trạng rất là yên lặng, êm. Thật là êm á thì lúc đầu thì con theo dõi hơi thở thì nó hơi nặng. Xong khi mà đến cái trạng thái đó thì cái hơi thở nó rất là nhẹ, nó thoảng. Xong rồi thì là trong một thời gian ngắn thôi, từ từ nó trở lại, con cảm thấy. Trong khi đó thì con vẫn nhận thức được cái hơi thở, theo dõi hơi thở đó. Thì có một trường hợp nữa là con vô một cái tình trạng gọi là như là một cái switch rất là nhanh, như là mình drop into một cái gì rất là yên lặng. Con không thể tả được, nhưng mà nó rất là thoải mái, rất là yên lặng, mà không có con không hiểu là cái trạng thái đó là gì, nhưng mà dần dần cũng ra trở lại bình thường. Thì cái hai cái trạng thái đó thì xin sư cái chỗ mà nói mình nó gớp xuống rất là nhanh là tĩnh lặng đó. Tĩnh lặng đó là đi vô luôn ra là mình tới luôn. Tới đâu? Tới rồi. Rất là nhanh, rất xuống một cái rồi. Còn mà chụp cái ba nghi mình yên lặng, thiệt yên lặng, tĩnh lặng. Rồi mình không thấy còn cái gì nữa đó. Là chúng ta pháp thôi. Nó rất là yên lặng. Rồi mình bước đầu mà không chịu vô. Cái mình đi ra chậm, chịu lại chúng mình. Con nghĩ ở trong cái trạng thái hơi ngại. Sợ quá. Sợ rồi. Nhưng mà nhiều khi không biết. Sẽ nghe lắm. Con tắt được cái trạng thái. Con có một cái trạng thái mà con có một cái dụng tổng. Không có gì hết là sao? Con có cái dụng lặng. Như là một trống không. Không có một cái gì. Một cái trạng thái an nguyên mà trống không. Cái gì nên khác với Phật tử đã đi tới, mất gần tới rồi. Cái không chịu. Đọc lại cái bài mà sư nói con đường thứ tư, mà con đường Niết Bàn, con đường mà là thù thắng đạo của Ngài Chatila. Ngài giải thích cái bài Niết Bàn như thế nào. Thì lúc bây giờ đó, các Phật tử sẽ đọc lại cái đó, người tử sẽ thấy Niết Bàn tại nơi đó. Nó có ba trường hợp nó đến, nếu như một vị biết là Niết Bàn, như một người biết là Niết Bàn, tức là đặc tướng của nó, tĩnh lặng hoàn toàn, không có một cái chuyện gì cả, hoàn toàn tĩnh lặng trong quan nghi, đại quan nghi, không có cảm thấy gặp ngã, không có cảm thấy giật người, không có cảm thấy hoảng hốt, không có cảm thấy lo, ngồi yên tĩnh,
thản nhiên mà chuyện đã tới. Nói như vậy đó. Đó là cái trạng thái. Còn cái biểu tri của nó là trạng thái gì? Rất là an lạc, an vui, rất là hạnh phúc, rất là nhẹ nhàng, rất là yên tĩnh. Đó là cái sự biểu tri của nó. Mà lúc đó mình không thấy tôi to trong đó, chỉ thấy mình hưởng nó của nó thôi. Cái pháp của nó là gì đó. Sau đó mình chụp mình hưởng cái bàn rồi rồi bây giờ mình muốn con có hưởng rồi giờ không biết làm gì biết cái đó lại biết đó mình thôi mà cái đó trong đó thẳng lên như sao trong bàn sách mẹ chứ làm gì hả bây giờ sư muốn nói hỏi tự ngàn khỏi thi tội nghiệp của tự ra tới cái như kêu của tự có của rồi cái tự hưởng đấy mà tự không biết của là để làm gì nữa cứ tự ra có của rồi tự không biết lúc cái của mình đang làm gì đó hả. Chứ giờ sư nói với tự nghe giữa cái trạng thái mà quý tử được có một lon khóc nào một lon nước mình uống phải không nào khóc nha cho mình nước thường nha thì tôi uống vô quý tử sẽ có cái trạng thái suy nghĩ cái uống này để mình làm cái gì không để đã hả cái ớt nè kia cái không được trả lời sự nghiệp sẽ nhắn thấy không nào đó đó khi mình quý tử uống vô một cái ngụm khóc vô đó thì quý tử sẽ có một cái cảm giác gì của nó hay là của mình. Nếu của nó là pháp, nếu của mình là của nó là phải là pháp. Mình thích quá là của mình. Còn của nó làm cho mình thấy nó mát, dịu tới đâu mát dịu tới đó, mát lạnh tới đó mát lạnh tới đó, em ái tới đó, giải tan hết tất cả những nỗi mà khát khô nước khi mà mình đang mệt mỏi đó, xuống hết đó là pháp. Nên quý tử, cái lúc đó quý tử uống nước vô để làm gì? Uống cái khóc á, chứ không phải nước lạnh. Nên là uống nước là khóc vô, một vị đặc biệt của nó vô. Thì quý tử ngậm thấy, ồ cái này quyến quá, thích quá, là của tôi. Còn cái này nó tới rồi, cho nên còn nghiệm của nó. Đi tới đâu mình hưởng tới đó, đi tới đâu mình hưởng tới đó. Con hỏi, tiếp theo cái này là tại vì con nghĩ những cái kinh nghiệm của con và những lúc mà nó định được vô cái định đó thì tự dưng người con cũng như vậy đó thì đó cũng chưa con theo cái định nghĩa vẫn chưa thấy là niết bàn đâu không tôi tự muốn nó là niết bàn trở lại bốn cái bài test của ngài Chatela nó muốn trở lại nó sẽ trở lại muốn một giờ lâu nó sẽ giờ lâu bất chợt nó sẽ tới bất chợt không mình cái đó là cái nó đó có mình tự trở lại ngày mai với tôi trở lại kêu nó trở lại là của mình có còn không có thì trở lại không được vậy là cái test phản kháng nó sẽ phản kháng là quả niết bàn phản kháng là quả niết bàn chắc còn có rồi nó sư à có đừng có kêu cổ hoặc ngờ đó bây giờ là cổ sư bị trị hết rồi đó hảo chú Đức cái thẳng thằng nha chú Đức cẩn thận đó rồi thánh nhân trong nhà rồi đó à nó mua đan đe vậy trong nhà rồi hiểu chưa nên quý Phật tử phải coi phải coi đọc lại rồi đâu đó nó ra hết rồi bài vở nó ra hết rồi sẽ nói cái phước của quý Phật tử mình á là được ngài Chân Tu La ngài nói hết ra chứ xưa này không có ai nói và sư đưa ra trình bày là chú tử đọc lại đi mình thấy nó như vậy còn mình nghiệm lại của mình rồi thấy báo nó như vậy mình chắc lại mình phản kháng là mình coi nó có thật hay không đó nó ra hết như vậy đó rồi xong chú tử cũng đi quý tử nghe tới này ha nó gọi là nhập thiền quả chứ nó lúc đó không còn là thiền quán quý tử sẽ trở là nhập thiền quả chứ không phải là nhập thiền quán. Ví dụ quý tử đang đây là nhập thiền quán, đang đi con đường tu thiền quán để mà thấy. Nhưng mà khi mà quý tử có đạo quả niết bàn rồi đó, nó sẽ trở lại như là của mình đang có. Thì quý tử trở lại, khi nó trở lại, quý tử nó muốn nó trở lại một giờ đồng hồ, chứ không phải nó xuống một giây rồi nó đi. Nó trở lại một giờ đồng hồ, không thấy tô ta trong đó, hướng an lạc trong đó.
Nếu mà tự thấy còn đau, còn nhức, còn đau, còn nhức, còn tê, còn nó phải còn đau. Sư nói như vậy là cái bài của Chia Thi La nó bị sơ thiệt hả? Đạo quả, cái bài mà con đường thứ tư vừa sở thích là phù thân đạo đó. Tôi sẽ coi cái bài đó, nó rõ ràng lắm, giải thích Niết Bàn rõ ràng lắm, mà quý vị sẽ có được nó gì. Do đó, nếu như mà thật mà cô mà quý Phật đã nói vậy đó, thì nó không có cái trạng thái gần tới giờ mình sẽ thấy nó đau, gần tới giờ thấy nó nghiêng, nó ngã. Cái đó không có, không có phải là Niết Bàn. Nó không có giờ, và nó đến là đến. Còn nó không có cái trạng thái gần tới cái giờ, nó thấy nó nhức, nó đau, thấy nó buồn, ngã xuống, mình phải chữa qua đi là. Nó không phải, nó là Niết Bàn. Cái đó là phàm, phàm nha. Thì tôi nghe kịp không? Phải coi lại, chứ đừng nhầm lẫn. Rồi từ đó mình tưởng không à, chứ không phải thích. Cái đó là tưởng, không mà phải thích. Nó những cái trạng thái đó, nó giữa hai cái trạng thái để xin nó rõ. Nếu đó nó sẽ đưa tới trạng thái khinh nang giác chi mà thôi. Một cái trạng thái khinh nang giác chi của thất giác chi. Rồi lúc đó quý tử còn phải đi đến định giác chi và quý phải đi tới hành xả giác chi nữa. Thì lúc nó mới qua. Nó qua tới con đường chuyển tập, rồi đi tới con đường đạo quả. Lúc đó nó giữa cái trạng thái kinh an qua cái phỉ đó là hỷ là phỉ giác chi đó, thì nó qua cái kinh an giác chi đó, thì lúc đó đó nó trạng thái nó nhẹ nhàng vi tế và an lạc hết khổ hết đau, nó chỉ là một kinh an giác chi mà thôi, không phải là Niết Bàn. Dạ yeah. Đó giữa hai cái đó người ta phải coi chừng cẩn thận, đừng để nhầm lẫn cho rằng là có như vậy, không có, đây là chỉ tưởng thôi chứ không phải là thức. Thưa sư thì, yeah. Thì lúc nãy con có nói đó là hai trạng thái khác nhau, yeah. Tức là trạng thái tức là khi mà con bắt đầu thiền á, thì là có cái trạng thái mà con vô rất là nhẹ nhàng, tức là êm thoải mái, xong cho nó last khoảng một thời gian nào đó, xong rồi lại trở lại bình thường, thì con quán vẫn tiếp tục quán, nhưng mà cái quán trong cái thời gian đó thì nó rất là nhẹ nhàng. Khi mà trở lại quán thì nó lại bình thường, như là mình cũng biết hơi thở mình cũng mạnh, nhẹ ra mình biết. Yeah. Còn cái trạng thái thứ hai mà nó switch nhanh thôi. Yeah, yeah. Là cái trạng thái con không biết tại sao tự nhiên nó đến rồi thôi, chứ còn con không có biết là con không hiểu mà, yeah. Mà hơi sợ. Nó sợ là cái thằng kiến liền. Như là mình, yeah. Mình sợ con, sẽ là bị dốt cái thằng kiến thì còn lo. Con nghĩ là ủa tại sao mình rớt vào cái này rồi thì là rất là nhẹ nhàng, nhẹ tốt mà nó hơn hẳn cái kia, cái này cái trạng thái kia gấp trăm lần đó, tức là nó rất là hiểu. Kỳ lạ, nhưng mà con cái là con tưởng là phóng dật, thế nên mình nhìn tưởng là mình khổ, mình phải giật mình ra hay là gì? Phóng dật hay là thất niệm là khi nào mình không có hiểu biết, còn cái này mình đang có hiểu biết là mình đang ở trạng thái tỉnh giác và có sự ghi nhớ là niệm, cái đó không phải phóng dật và thất niệm. Nhưng mà ở trạng thái đó tôi đi đến trạng thái gì, hỷ giác chi, kinh an giác chi, mình đi đến những giai đoạn đó là mình đã vượt qua những gian khổ khó khăn rồi, sắp sửa tới nơi được an vui rồi, thì lúc đó mình mới người thấy mình thoải mái mát mẻ, mình vui vẻ, mình khỏe thoải mái rồi. Đó là những trạng thái đó thôi, nó chưa tới cái trạng thái chuyển tập của nó. Cái đó mình vẫn dẫn đi tiếp. Nhưng mà trong cái đó, xin chỉ cho quý tử em một kinh nghiệm, nếu quý tử cũng tìm đến nữa đó, là khi mà trạng thái khinh an giác chi của mình đang có đó, mình coi lại cái tâm mình đang nghĩ mình. Sắp kỳ là nghĩ mình. Nhìn thấy Pháp, yên lặng nó tiếp. Đó là một cái đến kinh nghiệm. Thứ hai nữa, mình coi lại cái thân mình. Có coi cái thân mình không, mình có cần nhìn cái thân, vừa nghĩ tới cái thân mình đó là lúc đó lòng trở lại liền thân kia đó đó, thì mình phải coi cái đó mà lúc đó mà Pháp nó đến đó, mà mình đang đi tới định hưởng đó, không có phải coi được cái thân mình nữa đó, nhìn không kịp mà không có cần để nhìn thấy nữa, lúc đó cái nó lôi cuốn giống như một con suối nó lôi mình đi vậy đó, không còn nhìn thấy trước hay nhìn thấy sao, thấy nó đang trôi mình đi thôi, ở đâu thì sẽ đi tới luôn. Đó đó, sư đã từng nói với tử là phải làm như vậy đó, sư từng nghe kịp không? Nó sẽ đi tới.
Được chưa? Hôm nay ta nghĩ đi, ta nói nhiều, ta nghĩ nhiều. Chúng ta làm được. Dạ.